Chàng trai chỉ nhìn lướt qua đã đọc ra thông tin cá nhân của cô gái. Thân cao 163 kg. Chàng trai nghe xong chỉ cười khẩy, sau đó đưa ra yêu cầu quá đáng. Anh bảo cô gái đeo khẩu trang đứng tạo tư thế, sau đó cầm bút chì dài 18 cm đứng ngó nghiêng mặt cô gái. Sau đó anh vẽ 36 điểm trên mặt người, thông qua việc nối các điểm lại với nhau, một gương mặt người hiện lên giấy. Anh không phải vẽ chân dung cho cô gái mà là phác thảo theo, vì anh cần vẽ ảnh chân dung của kẻ tình nghi đeo khẩu trang. Cảnh sát nhanh chóng triệu tập kẻ tình nghi đến đồn cảnh sát. Cô gái cởi khẩu trang, triển bác nhìn bức chân dung cũng phải sững sờ. Gương mặt cô gái giống hệt với chân dung người đàn ông đã vẽ, đến khối u dưới khẩu trang cũng không lệch đi đâu được. Thẩm Lạp là một họa sĩ vẽ chân dung tội phạm của đội cảnh sát. Anh không những vẽ ra được gương mặt sau lớp khẩu trang mà còn nhìn vào mắt đối phương. Anh liền biết nghề nghiệp, tuổi tác, thói quen sinh hoạt của họ là gì. Chỉ lướt qua một cô gái, anh liền biết cô gái suốt ngày ở với thi thể. Nước hoa mùi trúc là nước hoa dùng để che mùi tử thi. Trên mặt có nếp hằn, cuối là một pháp y. Chỉ thông qua miêu tả của anh shipper, anh đã vẽ ra được chính xác gương mặt của tội phạm, đến trán bò liếm cũng y như đúc. Nhưng vì thiên phú này, anh đã hại chết một mạng người vô tội. Anh quen người trên ảnh này? Không quen. Sao anh lại vẽ ra được? Người phụ nữ đó cầm ảnh lúc nhỏ rồi bảo tôi vẽ ra hình ảnh sau khi lớn, thì tôi vẽ thôi. Đùa tôi à? Nghe nói nhìn trẻ vẽ già chưa? Sau đó Thẩm Lạp cầm bút và giấy nhìn triển bác trước mặt rồi đi vài đường cơ bản trên giấy, liền vẽ ra được gương mặt lúc 8 tuổi của anh. Triển bác nhìn chân dung lúc nhỏ của mình cũng khá bất ngờ, e rằng anh cũng chẳng nhớ lúc nhỏ mình trông như thế nào. Sau đó triển bác kìm nén cảm xúc kích động, ngồi xuống nhờ Thẩm Lạp vẽ ra chân dung của cô gái đó. Nhưng khi anh cầm bút thì chẳng nhớ nổi gương mặt của cô gái. Anh đùa tôi à, lúc nãy nhìn mặt tôi đã vẽ ra được tôi lúc 8 tuổi. Anh từng gặp người phụ nữ đó mà vẽ không ra à? Triển bác nóng giận nhét bút vào tay Thẩm Lạp ép anh vẽ. Vẽ đi, anh vẽ đi. Tôi không vẽ ra được, sao tôi nhớ nổi cô ta chứ? Tôi chỉ biết vẽ thôi, tôi không phải cảnh sát. Các anh không bắt được người, sao lại đổ lên người tôi chứ? Tranh của anh hại chết một người cảnh sát. Người cảnh sát mà triển bác nói đến chính là đội trưởng Lôi anh coi trọng nhất. Triển bác càng nói càng mất kiểm soát. Anh ấy cứu rất nhiều người, nếu không vì tranh của anh thì anh ấy có thể cứu thêm nhiều người rồi. Anh ấy chết rồi, là anh hại chết anh ấy. Sau đó triển bác kích động cầu xin Thẩm Lạp vẽ ra chân dung của người phụ nữ đó, vì đây là manh mối duy nhất. Anh vẽ một chút được không? Một chút thôi. Một lông mày, mắt, mũi, môi. Anh chỉ cần vẽ một chút thôi. Chúng tôi sẽ có thêm một chút manh mối. Anh là người duy nhất gặp người đó. Nếu anh vẽ không ra chúng tôi chẳng thể tìm được nữa. Thẩm Lạp thấy triển bác kích động như vậy cũng tự trách mình, anh cầm bút lên thử vẽ nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể nhớ được dáng vẻ người phụ nữ. Tôi thật sự không vẽ ra được, tôi không vẽ được. Triển bác cũng rơi vào tuyệt vọng, anh mặc kệ nỗi dằn vặt trong lòng Thẩm Lạp, bắt đầu công kích anh. Ném bút đi, sau này đừng vẽ nữa, tranh của anh chỉ hại người, anh không xứng làm họa sĩ. Thẩm Lạp vô cùng day dứt, anh chưa từng nghĩ tuyệt kỹ nhìn trẻ vẽ già của mình lại hại chết một mạng người vô tội. Lúc anh vẽ tranh, một người phụ nữ đã tìm tới anh, cầm một bức ảnh đứa trẻ 3 tuổi để anh vẽ ra gương mặt năm 35 tuổi. Thẩm Lạp không hề do dự, liền đồng ý, nhưng anh không biết là bức tranh này lại khiến anh trở thành đồng phạm của tội phạm. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện một thi thể nam ở vùng ngoại ô, nạn nhân là đội trưởng Lôi của triển bác, cũng chính là người Thẩm Lạp đã vẽ. Người phụ nữ đó cũng không phải là bạn của đội trưởng Lôi. Người duy nhất nhìn thấy mặt cô ta lại là Thẩm Lạp, nhưng vì đuối nước gây ra mất trí tạm thời, anh không thể nhớ nổi gương mặt của đối phương. Manh mối đứt đoạn, tiến triển điều tra cũng tạm dừng. Thời gian 7 năm trôi qua, Thẩm Lạp gia nhập cảnh sát trở thành họa sĩ vẽ chân dung tội phạm, còn triển bác cũng đổi tên thành Đỗ Thành. Khi gặp lại Thẩm Lạp, Đỗ Thành vô cùng ghét bỏ, lập tức đi hỏi cục trưởng tại sao họa sĩ lại là Thẩm Lạp. Và lúc này đồn cảnh sát nhận được báo án. Cho dù tâm trạng của Đỗ Thành vô cùng kích động nhưng là đồng nghiệp, anh với Thẩm Lạp vẫn cùng nhau đến hiện trường. Đây là một thẩm mỹ viện chui, 88 khách hàng thì đến 87 khách hàng từng phát sinh quan hệ với viện trưởng. Sau khi phát sinh quan hệ với khách, viện trưởng đều quay thành phim người lớn rồi lưu vào đĩa CD cất trong ngăn kéo để sau này còn dùng tới. Nhưng càng biến thái hơn đó là thẩm mỹ của viện trưởng có tính cố định, mặt của nữ khách hàng trong video đều bị sửa giống như nhau, làm người ta tưởng là chị em họ hàng. Căn cứ duy nhất để viện trưởng phân biệt đó là mã QR sau lưng họ. Làm người ta bất ngờ là có một vài cô gái trong đó tự nguyện trở thành đồ chơi của viện trưởng, còn có người vui vẻ chào ống kính nhưng thợ săn đẳng cấp luôn xuất hiện trong dáng vẻ con mồi. Hôm đó cảnh sát nhận được báo án viện trưởng chết thảm ở thẩm mỹ viện. Sau khi cảnh sát có mặt thì phát hiện nạn nhân nằm chết yên một chỗ, xung quanh không có dấu vết ẩu đả, nạn nhân cũng không có vết thương, trên sofa có một ly rượu, còn nhân chứng duy nhất ở hiện trường chính là con rùa nhỏ này. Thông qua kiểm tra thi thể, nạn nhân pháp y xác định thời gian tử vong là từ 32 đến 35 tiếng. Nguyên nhân tử vong là trúng độc cyanua. Trong quá trình điều tra, Thẩm Lạp cũng phát hiện kết cấu xây dựng khác với kết cấu trên bản vẽ. Anh suy đoán kết cấu xây dựng đã từng được cải tạo, trừ những phần có thể nhìn thấy ra thì nhất định có căn phòng ẩn nào đó. Anh đi vào hành lang hẹp rồi ngồi xuống cầm bút chì với dao gọt, rồi gọt bụi chì lên giấy, sau đó bụi chì bay sang một hướng. Quả nhiên đúng như anh suy đoán, có một căn phòng ẩn. Phòng ẩn ở sau bức tường này, nhiệt độ ở trong và ngoài sẽ hình thành áp lực tạo ra dòng không khí. Để tìm công tắc vào phòng ẩn, Thẩm Lạp đứng dậy quan sát xung quanh, bỗng thấy sau lưng có một bức tranh. Anh thấy màu sắc bức tranh hơi tối, một thứ duy nhất không ăn khớp chính là viên ngọc trai. Anh khẳng định công tắc nằm ở đó. Anh vươn tay ấn lên, phía sau bỗng kêu cái tách. Một cánh cửa chậm chậm mở ra, bọn họ nhìn vào bên trong, một căn phòng ẩn hiện ra.
Ánh đèn mờ chớp bật chớp tắt, ở giữa phòng ẩn đặt một cái giường kỳ lạ. Đoán không nhầm thì là căn cứ quay phim của viện trưởng, vừa đi vào đã khiến mọi người choáng ngợp, viện trưởng quả thật là cao thủ. Đỗ Thành phát hiện một sớp bệnh án bí ẩn dưới gầm giường, sau đó Thẩm Lạp cũng phát hiện đĩa CD có đánh số, tổng cộng có 87 số, nhưng lại thiếu mất 5 đĩa đánh số từ 32 đến 36, còn bệnh án có đủ 87 phần. Cảnh sát suy đoán bệnh án với đĩa CD có mối liên hệ nào đó, nhưng hình ảnh trên bệnh án đều là trước khi phẫu thuật. Nhưng cô gái trong video đều đã phẫu thuật, cảnh sát tiến hành lấy lời khai các bác sĩ khác của thẩm mỹ viện thì được biết đây đều là khách hàng bí mật của viện trưởng, bọn họ cũng không thể phân biệt khiến cảnh sát càng thêm khó khăn. Thẩm Lạp chủ động đề xuất chỉ cần xem video sẽ vẽ ra được gương mặt trước lúc phẫu thuật, như vậy có thể xác định thân phận. Vì công việc Thẩm Lạp chỉ đành xem video, anh không có hứng thú một chút nào vì anh đã xem đi xem lại những đoạn video này đến chục lần mà mặt của những cô gái trong đó đều bị phẫu thuật giống y hệt nhau. Để xác định thân phận của bọn họ, Thẩm Lạp vẽ từng đường nét trên giấy. Anh không chỉ vẽ gương mặt của các cô gái đó mà cần tìm ra những nạn nhân có biểu cảm sợ hãi và bất lực. Vì anh suy đoán hung thủ giết viện trưởng nằm trong số nạn nhân sợ hãi và bất lực này. Anh ngồi giữa văn phòng tăng ca qua đêm, vẽ một đống tranh, cuối cùng vẽ ra được 82 gương mặt trước khi phẫu thuật, còn cảnh sát lúc này cũng trích xuất được camera. Vào cái đêm viện trưởng tử vong phát hiện chỉ có một cô gái đeo khẩu trang ra vào thẩm mỹ viện. Để tái hiện lại gương mặt dưới lớp khẩu trang, Thẩm Lạp nhờ đồng nghiệp đeo khẩu trang, đứng tạo tư thế, sau đó cầm bút chì dài 18cm đo mặt đồng nghiệp. Thông qua quan sát tỉ mỉ, Thẩm Lạp ước chừng được vị trí và kích thước của ngũ quan dưới lớp khẩu trang, sau đó anh vẽ những điểm xương chính trên mặt người ra giấy, tiếp tục nối lại với nhau, kết cấu mặt người sống động hiện ra nhưng nhìn gương mặt kỳ lạ này, Thẩm Lạp cảm thấy hơi khó tin. Chẳng lẽ cô ta phẫu thuật thất bại? Sau khi xác nhận thân phận kẻ tình nghi, cảnh sát bắt đầu triệu tập từng người để điều tra, mà trong số 81 người thì không điều tra được gì. Mỗi một người đều có bằng chứng ngoại phạm và không có động cơ gây án. Lúc này kẻ tình nghi duy nhất còn lại là cô gái đeo khẩu trang bị camera ghi lại. Đến tối cô gái đeo khẩu trang đến hồn cảnh sát, khi cô gỡ khẩu trang xuống, Đỗ Thành ở bên ngoài phòng thẩm vấn cũng sững sờ khi đối chiếu với bức tranh Thẩm Lạp vẽ. Gương mặt của cô ta bị phẫu thuật thất bại đúng như Thẩm Lạp nói, xem ra trước mắt cô gái này có động cơ giết người lớn nhất, nhưng cảnh sát tiến hành thẩm vấn mới biết, mặc dù cô bị lừa tiền lừa tình và còn phẫu thuật thất bại, cũng từng có suy nghĩ muốn giết viện trưởng nhưng cuối cùng không dám xuống tay, chỉ là đập vỡ hương. Sau đó cô gái nói rằng vào đêm xảy ra vụ án cô không hề đến thẩm mỹ viện mà do uống rượu lái xe bị nhốt một đêm ở đồn. Sau khi cảnh sát xác nhận, phát hiện vào đêm xảy ra vụ án, cô gái quả thực bị nhốt ở đó. Vì vậy Đỗ Thành suy đoán chỉ có một khả năng, camera bị làm giả. Thế là bọn họ lập tức đến thẩm mỹ viện tiến hành điều tra. Biết được người trực ban hôm đó là Lưu Liên Minh, có lịch sử camera và hôm đó đã bị đánh cháo. Còn Lưu Liên Minh cũng vừa mới nghỉ việc hôm qua, Đỗ Thành nhận ra Lưu Liên Minh có khả năng đã bỏ trốn. Anh lập tức đến chỗ ở của Lưu Liên Minh tìm người, nhưng khi đến nơi phát hiện Lưu Liên Minh đã tử vong từ lâu. Thông qua khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện nguyên nhân tử vong giống hệt viện trưởng đều là trúng độc cyanua. Cyanua bỏ trong cốc nước, hung thủ cùng một người. Khác biệt duy nhất là cốc nước của Lưu Liên Minh vẫn còn mà ly rượu của Lương Nghị lại sạch bách. Giết Lương Nghị trước, mua chuộc Lưu Liên Minh, đánh cháo lịch sử giám sát rồi diệt khẩu cậu ta. Hung thủ này không những ác mà còn rất thông minh. Lúc này pháp y phát hiện chất hóa dẻo trong cốc của Lưu Liên Minh, đây chính là một thành phần có trong sơn móng tay. Lúc này Thẩm Lạp bỗng nhận ra, anh xem lại video thẩm vấn bỗng phát hiện gương mặt của mỗi cô gái đều giống nhau, nhưng điểm khác biệt là tay của bọn họ đều rất thon dài, chứng minh rằng viện trưởng làm mê tay của bọn họ. Đối với những người có sở thích thế này, giấu độc trong móng tay là cách hay nhất. Cuối cùng Thẩm Lạp cũng phát hiện người phụ nữ duy nhất sơn móng tay, thì ra là cô ta. Người phụ nữ mở một lọ thuốc, lấy ra vài viên thuốc nhỏ li ti rồi bỏ lên móng tay, sơn một lớp móng tay để ngụy trang, đợi mục tiêu mắc câu nốc cạn ly rượu vang. Người đàn ông cảm thấy sảng khoái, cầm tay người phụ nữ đưa vào miệng, không hay biết mình sắp đi chầu ông bà. Anh ta đang định tiến thêm bước nữa, bỗng cảm thấy khó thở, sau đó ngã ra sofa, miệng sùi bọt mép. Lúc này anh ta có biết mình mắc bẫy thì đã quá muộn, cơ thể anh ta bắt đầu co giật. Hung thủ đứng một bên thưởng thức kiệt tác của mình, theo dõi nạn nhân xuống suối vàng. Sau đó để hủy chứng cứ lần nữa, lấy vài viên độc cyanua bỏ vào móng tay giả rồi tìm tới Lưu Liên Minh đã giúp mình đánh cháo camera. Đầu tiên lấy một sớp tiền giả vờ lấy lòng đối phương, khi thấy đối phương xóa video mình gây án rồi lặng lẽ khải nhẹ móng tay, viên thuốc trên móng tay rơi vào cốc nước, chất độc lập tức hòa tan vào nước. Lưu Liên Minh không biết nên uống vào, lập tức đi chầu ông bà. Hung thủ tưởng ca cứ nghĩ mình ra tay không chút sơ hở nhưng vẫn bị Thẩm Lạp phát hiện. Trong video thẩm vấn của cảnh sát, Thẩm Lạp phát hiện màu sắc trên móng tay tay trái của Tưởng Ca đậm hơn so với những ngón tay khác. Móng tay vừa sơn sẽ đậm hơn những móng tay đã sơn trước đó. Với lại ở ngón tay sẽ có phần hở vì móng tay thật mọc ra, nhưng ngón tay bên trái của cô ta không có dấu vết như vậy. Vì vậy Thẩm Lạp suy đoán sau khi gây án Tưởng Ca đã rũa đi lớp sơn móng tay và sơn lại lớp mới. Sau đó cảnh sát kiểm tra ra được hóa chất dẻo trong cốc nước của Lưu Liên Minh, đây chính là một thành phần có trong sơn móng tay. Sau đó vào hôm trích xuất camera, so sánh camera của thẩm mỹ viện với khu vực xung quanh đó, phát hiện camera ở chỗ ở của Tưởng Ca sáng hơn. Vì vậy Thẩm Lạp suy đoán vào hôm xảy ra vụ án, Tưởng Ca đã làm giả bằng chứng ngoại phạm và cũng thay đổi camera của nhà mình. Cảnh sát lập tức đến nhà Tưởng Ca tìm chứng cứ.
Vào lúc này, Đỗ Thành phát hiện camera ở nhà Tường Ca không quay đến được chỗ bàn trang điểm của cô ta. Anh nhận định nơi này nhất định có dấu chứng cứ quan trọng. Khi kiểm tra bàn trang điểm, quả nhiên phát hiện một mảnh móng tay của Tường Ca. Sau đó pháp y đối chiếu so sánh, mảnh móng tay có chứa chất hóa dẻo giống hệt với mảnh móng tay có trong cốc nước của Lưu Liên Minh. Sau khi có được chứng cứ thuyết phục, cảnh sát lập tức bắt Tường Ca. Còn cô ta làm như vậy chỉ vì cô từng bị viện trưởng đánh thuốc quay video người lớn. Tường Ca là một nhà thiết kế sợ để lại lịch sử đen ảnh hưởng tới công việc nên đã mạo hiểm trừ khử viện trưởng, sau đó diệt khẩu Lưu Liên Minh. Nhưng trên đời không có vụ giết người nào hoàn hảo. Khi lòng tham nuốt chửng lý trí thì con người sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Cảnh sát phát hiện một bộ xương người ở sân thể dục tại một ngôi trường, phần đầu và phần thân thuộc về hai người khác nhau. Đỗ Thành làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp vụ án kỳ lạ như vậy. Việc gấp trước mắt là xác định thân phận của hai nạn nhân, tìm trong vô số người mất tích thì như mò kim đáy bể, khiến cảnh sát đau hết não. Vào lúc mọi người vò đầu bứt tai, Thẩm Lạp chủ động xuất chiêu, anh có thể tái hiện lại chân dung của phần đầu rồi tiến hành đối chiếu ảnh của người mất tích để xác định thân phận. Anh bắt đầu dựa theo phần đầu để vẽ hình. Vào lúc này pháp y cũng có phát hiện lớn, cô cầm phần đầu tới tìm Thẩm Lạp, anh dùng tay vuốt nhẹ phần hộp sọ phát hiện bên trên hiện ra vết nổi, số hiệu bị xóa rồi. Điều này chứng minh phần đầu được dùng cho học sinh học mỹ thuật để tìm được phần đầu tương thích với phần thân, bọn họ lập tức đến ngôi trường tìm kiếm manh mối. Quả nhiên phát hiện cái đầu lâu không có đánh số, Thẩm Lạp suy đoán đây có khả năng là phần đầu thuộc cái xác đó. Vào lúc này một người phụ nữ đi tới. Tôi là giáo viên mỹ thuật Cù Lam Tâm. Sau đó Cù Lam Tâm nói với bọn họ cô chuyển về đây vào 4 năm trước. Trước kia không chú ý cái đầu lâu này không có đánh số, cảnh sát đem đầu lâu về đồn cảnh sát. Qua kiểm tra thì là cùng với phần thân để tái hiện lại chân dung trước khi tử vong của nạn nhân. Thẩm Lạp dựa vào hình dạng phần đầu nặn ra một mô hình bằng đất sét giống hệt vậy, rồi lại chấm những điểm quan trọng, rồi dùng súng kho để hơi nóng bề mặt cao su để nó dính lên được mô hình. Thông qua việc ước chừng độ dày để định hình cơ mặt rồi dùng đất sét để lấp đầy những chỗ hở để mô hình đầy đặn hơn. Một mô hình tương đồng với gương mặt dần dần thành hình. Sau đó Thẩm Lạp dựa vào mô hình này nhanh chóng vẽ ra chân dung nạn nhân lúc còn sống. Đối chiếu với hình ảnh người mất tích, phát hiện nạn nhân là một cô gái tên là Nhậm Hiểu Huyền. Cô mất tích từ 10 năm trước, vì vậy cảnh sát suy đoán cô gái có khả năng đã bị sát hại vào khoảng thời gian đó. Việc cần làm bây giờ là tìm hung thủ và xác định thời gian đánh cháo phần đầu. Thẩm Lạp đến trường tìm bài thi tốt nghiệp của học sinh mỹ thuật. Thông qua hình vẽ phần đầu phát hiện hình vẽ từ sau tháng 10 năm 2017 khác với hình vẽ trước đó. Nguyên nhân là do phần đầu làm mẫu cho học sinh đã bị thay đổi. Anh tìm ra thời gian phần đầu bị đánh cháo là vào sau tháng 10 năm 2017. Sau đó cảnh sát phát hiện một cuốn nhật ký của Nhậm Hiểu Huyền ở nhà cô ấy. Và trong nhật ký thường nhắc đến một nam sinh, có khả năng là người cô ấy thích. Tìm được nam sinh này rất có khả năng tìm được manh mối phá án. Đây là một phòng triển lãm, những bức tranh đều vẽ những cô gái nửa kín nửa hở. Màu đỏ đại diện cho số lần giao dịch, năm hoàn thành đại diện cho nam sinh. Tôi không biết bọn họ rốt cuộc đã giao dịch thứ gì ở đây, nhưng nhất định không phải là tranh. Hai người không nói lời gì liền triệu tập chủ phòng triển lãm. Anh bán không phải là tranh mà là người. Thời gian trên bức tranh không phải thời gian hoàn thành mà là năm sinh của những cô gái đó. Đối phương đang định mở mồm cãi lại thì Thẩm Lạp tiếp lời nói. Bức những cô nàng ở Avignon đó là tranh giả của Picasso. Picasso vốn định đặt tên cho nó là màn báo thù của tội ác. Những tác phẩm của ông đều thuộc trường phái tả thực, đại diện cho phụ nữ trưởng thành. Còn bức tranh vẽ không rõ mặt này thuộc trường phái lập thể, năm hoàn thành là vào năm 2006, chứng tỏ cô gái mới chỉ 15 tuổi. Anh xem một cô gái 15 tuổi làm món đồ giao dịch. Anh kinh doanh phòng triển lãm là để che đậy, thực chất là mại dâm. Tội phạm thấy sự tình bại lộ liền nhanh nhỏ nhận tội, nhưng vụ việc này không phải vụ án duy nhất mà họ cần xử lý. Vì bọn họ phát hiện trong nhật ký của Nhậm Hiểu Huyền có nói cô từng bị quấy rối, còn người quấy rối chính là chủ phòng triển lãm đây. Đỗ Thành nhân lúc đó nhắc tới Nhậm Hiểu Huyền. Sau đó đối phương giải thích vì chuyện đào được bộ xương ở sân trường học lan truyền nên anh ta mới biết, sau đó thừa nhận lúc mình còn làm giáo viên mỹ thuật từng có ý đồ với Nhậm Hiểu Huyền, nhưng có một cậu nam sinh đã đi vào phá đám anh ta. Vì lúc đó quá lo sợ nên anh ta không nhìn rõ mặt cậu nam sinh. Thẩm Lạp dựa theo từ khóa có trong nhật ký vẽ ra chân dung của cậu nam sinh mà Nhậm Hiểu Huyền thích thầm rồi đưa cho chủ phòng triển lãm xem. Giống người này không? Tôi quả thật không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ cậu ta rất gầy, nhỏ con. Đứa trẻ mấy tuổi đều hao hao nhau. Không sai đi đâu được, nhất định là một trong đám trẻ hư hỏng của đội mỹ thuật năm đó. Tìm được cậu nam sinh này là manh mối quan trọng để phá án, Thẩm Lạp liên lạc với Cù Lam Tâm, nhờ cô gọi khóa học sinh mỹ thuật năm đó đến. Thẩm Lạp và Đỗ Thành ở một bên quan sát, Cù Lam Tâm tổ chức trò chơi dựa vào từ khóa để vẽ, còn từ khóa chính là miêu tả của Nhậm Hiểu Huyền về chàng trai mình thích. Thẩm Lạp phát hiện những người khác nghe câu nào vẽ nét đó, chỉ có một người đàn ông mãi không vẽ được. Anh suy đoán chính là nam sinh mà Nhậm Hiểu Huyền thích thầm hoặc là đã từng đọc được nhật ký của cô ấy. Hai người triệu tập Điền Lâm đến đồn cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Điền Lâm nói lần đầu tiên gặp Nhậm Hiểu Huyền là vào ngày cá tháng 4. Hôm đó mưa lớn, sau khi Nhậm Hiểu Huyền thường xuất hiện ở gần cậu, cứ tưởng Nhậm Hiểu Huyền thích mình, thế là lén đọc nhật ký của cô thì phát hiện người được miêu tả trong đó không phải mình.
Cậu ta tức quá hóa giận liền bắt đầu gây khó dễ cho Nhậm Hiểu Huyền, nhưng cậu ta không hề giết cô. Cho đến khi tốt nghiệp cũng không biết người Nhậm Hiểu Huyền thích Thẩm rốt cuộc là ai, lần này manh mối lại đứt gãy. Vì để tìm được manh mối mới, Thẩm Lam đọc lại nhật ký của Nhậm Hiểu Huyền, quả nhiên có phát hiện. Một nữ sinh cắt tóc ngắn giống con trai đi vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó cô bước ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, thậm chí trong nhật ký của người bạn thân duy nhất cũng xuất hiện với hình tượng của một cậu nam sinh yêu thích bóng rổ, nụ cười tựa như ánh nắng, gương mặt thanh tú, sống mũi cao. Đây đều là những từ miêu tả cô ấy, nhưng trong lòng cô cũng nhận thức rõ được giới tính của mình. 10 năm sau cô có bộ tóc dài đen nhánh, dáng vẻ dịu dàng nữ tính, thì thoảng nở nụ cười đăm thắm. Đến nay cô nữ sinh đó đều toát lên vẻ cuốn hút của mình, nhưng đây chỉ là chút tốt đẹp cuối cùng của cô. Lúc này Thẩm Lạp đã phát hiện manh mối từ trong nhật ký của Nhậm Hiểu Huyền, cô có viết vào ngày cả tháng 4 thời tiết có nắng, còn như lời khai của Điền Lâm thì vào hôm đó mưa lớn, anh lần nữa xem tranh học sinh vẽ vào ngày cả tháng 4 để đối chiếu. Đầu tiên thời tiết mưa nắng sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng, cùng một người những bức chân dung này đậm hơn so với những bức chân dung còn lại. Hơn nữa hiệu quả đi màu của bút chì ảnh hưởng rất lớn, trong tình huống độ ẩm cao đi màu sẽ đậm hơn, trơn hơn. Hai bức này có sự khác biệt rất rõ ràng. Điều này chứng minh Nhậm Hiểu Huyền đã nói dối trong nhật ký. Thẩm Lạp cũng đồng thời phát hiện nhiều trang nhật ký nói sai thời tiết. Còn điểm chung của những trang nhật ký này là đều có một cậu nam sinh bí ẩn. Ở bên này pháp y cũng có phát hiện mới, trong đất dính ở phần bụng bội hài cốt có hoa si, không khớp với thành phần có trong đất ở sân trường, chứng tỏ sân trường không phải nơi đầu tiên chôn xác. Trường hợp là trong di vật của Nhậm Hiểu Huyền cũng có một bức tranh vẽ cây si. Thẩm Lạp phát hiện một trang trong đó có dấu môi của Nhậm Hiểu Huyền. Anh cứ tưởng là sở thích của thiếu nữ tuổi dậy thì, nhưng lúc anh cất lại thì phát hiện khi nhìn nghiêng còn thấy một dấu môi khác đè lên trên. Anh đã tô đậm dấu môi bên trên, phát hiện dấu môi này có thể không phải của con trai, liên tưởng tới việc Nhậm Hiểu Huyền nói sai thời tiết trong nhật ký. Anh suy đoán Nhậm Hiểu Huyền rất có khả năng đã nói dối giới tính của cậu nam sinh. Thế là anh vội vàng sửa lại bức chân dung rồi đưa cho chủ phòng triển lãm xem. Hôm đó tôi gặp Nhậm Hiểu Huyền ở trong phòng vẽ, chính là cậu ta đã xông vào. Thẩm Lạp chẳng thể ngờ, người bọn họ vất vả tìm kiếm chính là Cù Lam Tâm. Cảnh sát lập tức tìm tới hai cây si xuất hiện trong tranh của Nhậm Hiểu Huyền, quả nhiên phát hiện một con dao ở dưới gốc cây. Đỗ Thành xác định đây là hung khí đã sát hại Nhậm Hiểu Huyền. Mà vào lúc này Thẩm Lạp quay đầu phát hiện Cù Lam Tâm đang đứng trên tầng thượng ở gần đó, bọn họ lập tức tìm tới cô. Cù Lam Tâm nói với Thẩm Lạp, lúc cô còn đi học vì cắt tóc ngắn giống con trai nên bị mọi người cô lập. Nhậm Hiểu Huyền cũng thường bị bắt nạt vì tính cách của mình. Nhưng trong một lần cô giải vây cho Nhậm Hiểu Huyền, từ đó hai bọn họ đã quen biết nhau rồi trở thành bạn thân. Trong mắt Nhậm Hiểu Huyền, cô chỉ là một cậu nam sinh yêu thích bóng rổ. Nàng Nhậm Hiểu Huyền có cái nhìn đúng về mình, cô đã mặc một chiếc váy dài để đi gặp Nhậm Hiểu Huyền, nhưng lại phá hỏng hình tượng nam sinh mà Nhậm Hiểu Huyền đã xây dựng trong cuốn nhật ký của mình. Cô không chấp nhận nổi hiện thực mà tìm đến cái chết. Cù Lam Tâm vì quá sợ hãi nên đã không báo cảnh sát mà chôn xác cô dưới gốc cây si. Sau đó cô thường quay về đó thăm cô ấy, nhưng sau này nghe nói chính phủ muốn chặt cây để làm đường. Thế là Cù Lam Tâm đã chuyển xác Nhậm Hiểu Huyền đi rồi mang đầu cô đi theo mình. Nữ tội phạm nghe nói có đàn ông đến thăm, cô cắn đứt tay để máu tô đỏ môi mình. Cô ta không cảm thấy đau đớn chút nào vì cô ta mang tội giết 18 mạng người. Chút đau đớn này chẳng là gì, cô ta đã ngồi tù được 6 năm, quên mất mùi vị đàn ông. Khi vào phòng thăm, câu đầu tiên của cô là, anh thật đẹp trai. Thẩm Lạp cũng lễ phép đáp lại, cô cũng rất xinh đẹp, nói thật thì là mỹ nhân. Con nữ tội phạm cũng dựa vào nhan sắc này mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người phân xác. Một lúc làm nhiều việc như vậy thì một mình cô ta không thể hoàn thành được. Mục đích Thẩm Lạp đến đây là để vẽ ra chân dung đồng bọn của cô ta. Anh biết người phụ nữ này sẽ không dễ gì khai ra, thế là anh bắt đầu lên kế hoạch lấy lòng tin của cô ta. Nhìn người phụ nữ trước mặt dựa vào gương mặt hiện tại của cô ta để vẽ ra nhan sắc thời niên thiếu của đối phương, cô ta nhìn chân dung thời niên thiếu của mình cũng có đôi phần bất ngờ rồi mỉm cười nói. Anh từng xem ảnh lúc nhỏ của tôi sao? Không có, tôi chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của cô để vẽ ra cô lúc nhỏ. Cô ta lại tỏ ra khó chịu vì cô ta biết họa sĩ vẽ chân dung tội phạm này đến đây để vẽ đồng bọn của cô ta. Một khi cô ta miêu tả gương mặt thật sự của đồng bọn, cung cấp manh mối cho cảnh sát, vậy thì hai người họ chỉ có đường chết. Vì vậy cô ta đã lừa dối không biết bao nhiêu họa sĩ vẽ chân dung tội phạm. Gương mặt của đồng bọn có thể là người đàn ông lông mày rậm, có thể là một chàng trai trẻ tuổi, nhưng không phải là gương mặt thật. Mồm có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Mỗi khi người phụ nữ nhắc tới đồng bọn, ánh mắt của cô như đang nhớ về người tình nơi phương xa. Thẩm Lạp nhận ra tình cảm của cô. Tôi có thể cho cô nhìn thấy bản thân trước kia cũng có thể giúp gặp lại anh ta, cho dù chỉ là một bức tranh. Nữ tội phạm với đồng bọn mặc dù chỉ là quen biết nhau lúc giết người nhưng cũng từng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp. Cho dù gặp nhau ngắn ngủi hay là chia xa mãi mãi đều khiến cô ta cảm thấy đau đớn. Cô ta bắt đầu do dự vì cô ta gặp qua rất nhiều họa sĩ vẽ chân dung. Thẩm Lạp là người đầu tiên lọt vào mắt của cô ta. Cô ta bắt đầu miêu tả gương mặt của đồng bọn. Lúc đầu là nhìn thấy mặt anh ta, nhưng Thẩm Lạp càng vẽ càng thấy bất ổn, anh biết cô ta lại đang nói dối, anh cũng không bám giết nữa. Môi cô nhợt nhạt rồi kìa. Người phụ nữ lại đưa ngón tay lên môi, Thẩm Lạp cắt ngang cô ta. Chẳng có nghĩa lý gì hết, sắc đẹp trước kia từng là vũ khí cô tự hào nhất nhưng bây giờ nhan sắc của cô tàn tạ rồi, cô không mê hoặc được ai đâu. Mặt của người phụ nữ giờ đây đã là mặt của một kẻ giết người, sự ngây ngô và lương thiện trước kia đều biến mất.
chỉ còn lại sự đáng sợ. Người phụ nữ nhìn bản thân mình trước kia, lúc này bắt đầu hối hận về việc mình đã làm. Cuối cùng cô ta gọi Thẩm Lạp đứng lại, nói ra gương mặt thật sự của đồng bọn. Thẩm Lạp vẽ xong đưa cho cô ta. Trong lòng cô ta xen lẫn bất ngờ và vui thích. Cô ngẩng đầu định cảm ơn thì phát hiện trong mắt Thẩm Lạp không có chút đồng cảm nào. Đối với cô ta mà nói đây là tình cảm, còn đối với Thẩm Lạp mà nói là chứng cứ phạm tội. Cô dùng ngón tay còn chưa khô máu vẽ một đường nối liền hai bức tranh, liên hệ giữa hai người có thể là sợi dây tơ hồng. Nhưng lúc này sợi dây tơ hồng chỉ đại diện cho tội ác đẫm máu, tội ác giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Thẩm Lạp gửi tranh cho Đỗ Thành. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh ngồi trên xe quay về thì bắt gặp chính tên đồng phạm đó. Hắn là tội phạm hại chết 18 mạng người, còn anh chỉ là một thư sinh nhỏ con. Thẩm Lạp ngồi trên xe nhìn xuống bức tranh rồi lên nhìn mặt tài xế. Anh lập tức hoảng hồn, căng thẳng không dám thở mạnh. Lúc này anh nhận được điện thoại của đồng nghiệp. Thẩm Lạp, cậu đỉnh quá. Nhiều người chẳng vẽ ra được mà cậu lại vẽ ra được. Cậu ăn cơm chưa? Tôi bận lắm, lấy đâu ra thời gian ăn cơm. Cậu định ăn gì? Tội phạm đang cảnh giác theo dõi Thẩm Lạp, chỉ cần anh nói sai một câu thôi là rước họa vào thân. Anh tiếp tục ra ám hiệu qua điện thoại. Đỗ Thành ở đầu dây bên kia lập tức phát hiện ra vấn đề, liền lấy điện thoại. Nhưng Thẩm Lạp vẫn chưa nói xong, tội phạm đã phanh xe gấp khiến Thẩm Lạp lao người về phía trước, bức tranh cũng rơi xuống bên cạnh tội phạm. Thẩm Lạp cố tỏ ra bình tĩnh, vươn tay lấy lại. Tội phạm đạp mạnh chân ga. Thẩm Lạp cố kìm nén cơn say xe, bảo Đỗ Thành đi tìm một bức tranh cho tên hung thủ trên xa lộ. Sau đó cúp điện thoại, định mở cửa nhảy ra khỏi xe, nhưng cửa đã bị khóa chặt không mở được. Tội phạm dừng xe trong một con đường nhỏ, cầm tranh của mình quan sát cẩn thận. Vẽ giống lắm. Cậu đã gặp anh Tử rồi. Gặp rồi. Vết máu trên đây là của cô ấy. Đúng. Sau đó tội phạm đưa lại gần mũi người, sau đó cầm dao ngồi bên cạnh Thẩm Lạp, bắt anh vẽ mặt của nữ tội phạm kia ra. Sau khi hắn nhìn ngắm xong bức tranh, liền thực hiện tội ác cuối cùng. Cảm ơn nhé, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Hắn trói Thẩm Lạp lại rồi lái xe đến bên sông, sau đó bắt anh xuống xe. Thẩm Lạp xuống xe lập tức chạy đi, nhưng đối phương là kẻ giết người, lập tức tóm được anh. Hắn kéo anh ra bên sông. Lúc này Đỗ Thành cũng hiểu được ám hiệu của Thẩm Lạp, anh lái xe đến đó nhưng Thẩm Lạp đã rơi xuống nước. Anh hỏi tội phạm Thẩm Lạp đang ở đâu, đối phương ném điếu thuốc trên tay lập tức xông tới, sau đó hai người bắt đầu giằng co nhau. Đỗ Thành khống chế được tội phạm, Thẩm Lạp cũng được vớt lên. Cô gái báo cảnh sát nói mình bị bạn trai bắt cóc, nhưng trong hệ thống cảnh sát không tìm được người này. Càng kỳ lạ là cô gái sống chung với bạn trai lâu như vậy lại đến ảnh của bạn trai cũng không có. Cảnh sát chỉ đành thông qua miêu tả của cô gái vẽ ra chân dung. Cô gái nói mình tên là Hoa Mục Diêu, bạn trai tên là Văn Cảnh. Tối đó sau khi hai người hẹn hò thì cô bị Văn Cảnh bắt cóc, nhốt ở một căn nhà cạnh biển. Anh ta lấy điện thoại của cô rồi gọi điện cho bố Hoa Mục Diêu, đòi 3 triệu tệ, sau đó khóa cửa rời đi. Hoa Mục Diêu ra sức giãy giụa, cuối cùng thoát khỏi dây trói. Đỗ Thành lập tức đến hiện trường điều tra. Hiện trường không một bóng người, anh suy đoán Văn Cảnh nhất định quay về canh chừng con tin, thế là ngồi ôm cây đợi thỏ. Nhưng một đêm trôi qua chỉ đợi được một anh shipper đến giao hàng, bọn họ đưa anh shipper về đồn để cho Hoa Mục Diêu nhận người. Cô ta lại nói mình không biết người này. Sau đó Đỗ Thành cầm chân dung của Văn Cảnh cho anh shipper xem, anh shipper nói mình cũng không quen người này. Anh shipper nói mình tên Trần Minh Phong, là một người tên Đoàn Ca gửi tin nhắn cho anh, bảo anh ta 6 giờ sáng mai đến một căn nhà cạnh biển đưa cơm. Đỗ Thành thử gọi điện cho Đoàn Ca nhưng đối phương đã tắt máy. Sao anh lại quen biết Đoàn Ca? Tôi thật sự không quen biết Đoàn Ca, tôi có từng gặp anh ta ở quán bar, người ở đó đều quen anh ta. Mấy hôm trước tự dưng tìm đến tôi nhờ tôi giúp anh ta mua cơm. Đỗ Thành suy đoán Đoàn Ca là đồng bọn của Văn Cảnh, nhưng điều tra số điện thoại của Đoàn Ca thì không tìm được thân phận của hắn. Hỏi người thân Hoa Mục Diêu, bọn họ cũng nói không quen biết Văn Cảnh với Trần Minh Phong, càng không biết Đoàn Ca là ai. Vào lúc này cảnh sát phát hiện những thứ kỳ lạ ở nhà Trần Minh Phong, phát hiện một củ khoai trong tủ lạnh, phía dưới có rất nhiều móng heo, nhưng chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau. Bố Hoa Mục Diêu nhận được tin nhắn gửi từ điện thoại của con gái, bảo ông đem tiền đến ga tàu giao dịch. Đỗ Thành không hiểu con tin chạy rồi sao kẻ bắt cóc vẫn còn bám giết, chẳng lẽ hắn bị tâm thần. Đỗ Thành suy đoán kẻ bắt cóc vẫn chưa biết con tin đã bỏ chạy, cũng không biết cảnh sát đang điều tra. Đỗ Thành biết nếu lần này không tóm được kẻ bắt cóc, sau này nhất định sẽ tìm tới Hoa Mục Diêu. Thế là bọn họ mặc áo chống đạn cho bố Hoa Mục Diêu, đến địa điểm kẻ bắt cóc yêu cầu, cảnh sát đóng giả thành dân thường, đứng một bên quan sát bố Hoa Mục Diêu. Ở bên này Thẩm Lạp cũng dựa theo miêu tả của Trần Minh Phong vẽ ra gương mặt của Đoàn Ca, hỗ trợ cảnh sát vây bắt. Và vào lúc này bố Hoa Mục Diêu nhận được tin nhắn của Đoàn Ca. Hắn bắt ông để lại tiền trên tàu trước khi xuống tàu, nhưng sau khi ông xuống tàu, cảnh sát ngồi đến điểm dừng cuối cũng không thấy Văn Cảnh với Đoàn Ca xuất hiện. Theo hệ thống định vị của cảnh sát phát hiện điện thoại của Hoa Mục Diêu với Đoàn Ca ở bên biển. Lúc này Đỗ Thành mới biết mình bị lừa. Những tin nhắn này được gửi theo giờ cài đặt sẵn.
Sau đó cảnh sát dựa theo chân dung vẽ ra mặt Đoàn Ca thì phát hiện không tìm được. Tiếp đó cảnh sát đi đến các quán bar để điều tra thì phát hiện Văn Cảnh và Đoàn Ca quả thực còn có đồng bọn. Đỗ Thành không hiểu nổi tại sao anh đi tìm toàn bộ manh mối vẫn đi vào ngõ cụt. Lúc Thẩm Lạp đến nhà Hoa Mục Diêu lấy lời khai, anh cũng có phát hiện mới trong thư tình Văn Cảnh viết cho Hoa Mục Diêu. Hắn ta vì muốn chiếm Hoa Mục Diêu làm của riêng, mỗi ngày đều hầm 100 cái móng lợn để có được nước dùng sánh quyện rồi nghiền nát khoai vào trong nước dùng. Tiếp đến dùng vải rồi đắp dung dịch đó lên mặt, dùng máy sấy sấy khô. Sau khi cứng lại liền dùng keo dính cố định lên mặt, biến mặt mình thành một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú để đi gặp Hoa Mục Diêu, rồi viết thư tình gửi cho cô mỗi ngày. Hoa Mục Diêu vô cùng cảm động nhưng cô không biết là nguy hiểm đang rình rập. Sau lần hẹn hò cuối cùng của họ, Văn Cảnh đưa cô đến một căn nhà nhỏ rồi trói lên ghế, lấy điện thoại của cô gọi điện cho bố cô. Hiệu trưởng Hoa, con gái ông tối nay không về được nữa rồi, nếu không muốn cô ta chết, chuẩn bị 3 triệu tệ tiền mặt. Sau khi cúp điện thoại, Văn Cảnh bất an ngồi dưới đất châm điếu thuốc, từ từ hút hết. Trước khi đi còn bỏ vào trong túi vứt rác, hắn khóa cửa lại rồi gửi tin nhắn cho Đoàn Ca cho anh ta xử lý chuyện còn lại. Còn Đoàn Ca chỉ là một thân phận khác của Văn Cảnh. Hắn ta làm như vậy là từ một vụ âm mưu của nhiều năm trước, hắn từng bị người khác thay thế vì xuất học đại học. Còn chủ mưu chính là bố Hoa Mục Diêu, đến nay người thay thế hắn sắp trở thành con rể tương lai của nhà bọn họ. Để báo thù hai người, Văn Cảnh nhắm đến Hoa Mục Diêu và lên kế hoạch, nếu đối phương báo cảnh sát thì hắn sẽ vạch trần bố Hoa Mục Diêu để ông ta thân bại danh liệt. Còn hai thân phận giả của hắn là để đánh lừa cảnh sát. Hắn cứ tưởng cảnh sát sẽ điều tra thân phận giả của mình rồi đi vào ngõ cụt, sẽ không điều tra ra chính hắn. Nhưng hắn nào đâu phải đối thủ của Thẩm Lạp. Điều tra thân phận của Văn Cảnh với Đoàn Ca không có kết quả, Thẩm Lạp tưởng mình vẽ sai rồi. Lúc này một câu nói của Đỗ Thành đã nhắc nhở anh. Hiếm thật đó, cậu là người nhìn đầu lâu cũng vẽ ra được mặt người, nhưng mà không sao. Vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương. Lần này khiến Thẩm Lạp nghĩ sang hướng khác, anh đoán hai người này có khả năng là lời ngụy tạo của Trần Minh Phong. Thế là anh lập tức vẽ kết cấu xương của Văn Cảnh với Đoàn Ca lên cửa sổ, rồi kéo hai tấm cửa lại với nhau, phát hiện tỷ lệ của họ hoàn toàn trùng khớp. Bọn họ là chung một người à? Không chỉ riêng hai bọn họ, suy đoán của Thẩm Lạp được chứng thực. Anh vội men theo phương hướng này lấy thư tình của Văn Cảnh viết cho Hoa Mục Diêu, rồi so với chữ ký của Trần Minh Phong. Mặc dù chữ của họ không giống nhau nhưng thứ tự nét và cách dùng lực đều như nhau, điều này chứng minh Trần Minh Phong và Văn Cảnh có khả năng là cùng một người. Thế là lập tức thẩm vấn Trần Minh Phong. Cuối cùng dưới hàng loạt chứng cứ, Trần Minh Phong đành thừa nhận. Thẩm Lạp chỉ vì vẽ một bức tranh mà đã hại chết một người. Sau khi hung thủ hại chết người trong tranh còn đẩy Thẩm Lạp rơi xuống biển. Sau khi rơi xuống nước khiến anh mất trí nhớ, không nhớ nổi gương mặt hung thủ, còn anh là người duy nhất từng gặp mặt hung thủ. Khi cảnh sát thẩm vấn Thẩm Lạp xé hết tờ này đến tờ khác, đến mắt của hung thủ cũng không vẽ ra được. Là một họa sĩ, anh hy vọng tranh của mình có thể ảnh hưởng tới người khác, nhưng không ngờ tranh của anh lại cung cấp manh mối cho tổ chức phạm tội, hại chết đội trưởng Lôi đã điều tra tội phạm. Thẩm Lạp vô cùng dằn vặt, thế là đóng cửa phòng triển lãm, đốt toàn bộ bức tranh mình vẽ, gia nhập cảnh sát biến ngòi vẽ thành vũ khí, truy tìm hung thủ. 7 năm sau, trong một lần vây bắt tội phạm, Thẩm Lạp lại lần nữa bị đạp ngã xuống nước. Khi anh đang cận kề cái chết, bỗng nhớ tới gương mặt của người phụ nữ bí ẩn năm đó. Sau khi anh được vớt lên thì lại phát hiện mình không thể nhớ rõ được nữa. Anh dường như tìm được phương hướng điều tra manh mối, thế là anh đổ nước đầy bồn rồi nằm trong đó. Chậm chậm chìm trong nước, bịt mũi rồi cảm nhận cảm giác ngạt thở, nhưng bản năng sinh tồn của con người đã làm anh phải ngồi dậy. Cuối cùng cũng không nhớ dáng vẻ của người phụ nữ đó, con mèo ở bên cạnh bị dọa cho sợ, tưởng con sen phát khùng thế là chạy ra ngoài. Sau đó Thẩm Lạp tìm đến bác sĩ tâm lý, dưới sự thôi miên của bác sĩ, anh chậm chậm thiếp đi. Anh nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, anh rất muốn nhìn rõ mặt đối phương, nhưng vào lúc sắp nhìn rõ thì lại rơi xuống nước, anh bật tỉnh dậy. Thẩm Lạp biết chỉ khi rơi xuống nước vào lúc cận kề cái chết thì anh mới nhớ ra gương mặt của người phụ nữ đó. Thế là anh nhờ Đỗ Thành giúp mình, anh đứng trên bậc cao 10m rồi nhảy xuống hồ bơi, nhắm mắt để cơ thể từ từ chìm xuống. Cho đến bắt đầu hít thở khó khăn ra sức vùng vẫy, Đỗ Thành bên trên cởi áo cũng nhảy xuống ra sức dìm Thẩm Lạp xuống nước. Bản sinh tồn khiến anh ra sức vùng vẫy. Vào lúc anh sắp ngạt thở, anh bình tĩnh lại, cuối cùng nhớ ra gương mặt của người phụ nữ đó. Ngay sau đó anh dùng tay lấy màu ném lên khung tranh, rồi xoa đều màu lên đó, rồi dùng bay trộn màu quệt ra đường nét, tập trung hết sức để vẽ nên bức tranh, đặc trưng gương mặt của người phụ nữ dần dần hiện ra. Nhưng khi tiến hành đối chiếu thì không tìm được người này, Thẩm Lạp không biết đó là người anh vất vả tìm kiếm, hóa ra ngay bên cạnh anh. Mỗi lần anh chàng này đi cướp đều xóa số điện thoại người thân để không liên lụy tới họ. Anh ta có một khẩu súng nhưng mỗi lần cướp chỉ lấy tiền chứ không hại người. Đội mũ bảo hiểm cướp sạch tiệm vàng rồi nhanh chóng thoát thân không làm hại bất kỳ ai. Khi anh ta ra ngoài thì có người đã nhìn thấy mặt anh ta. Anh ta đi lên lập tức bắn chết đối phương. Anh ta cầm theo tiền trốn đến một nơi không ai biết. Mà chính vào nhờ nguyên tắc này cảnh sát bao năm nay không tìm được anh ta. 7 năm sau anh ta tái xuất giang hồ dùng cách thức như vậy để gây án. Khi cảnh sát có mặt, tội phạm sớm đã cao chạy xa bay, chỉ để lại hiện trường hỗn loạn, tủ thủy tinh bị đập vỡ, vàng bị trộm hết và để lại vết đạn bắn trên chuông cảnh báo nhưng không hại đến bất cứ ai. Đỗ Thành nhìn cách thức gây án quen thuộc lập tức nhớ tới vụ cướp tiệm vàng vào 7 năm trước. Qua phân tích của chuyên gia đạn đạo phát hiện súng của tội phạm giống với khẩu súng của vụ cướp 7 năm trước. Đỗ Thành suy đoán hai vụ án này là một người gây ra, còn khác biệt duy nhất chính là vết máu rơi ở hiện trường.
Khi theo dõi camera, hung thủ luôn đội mũ bảo hiểm chạy ra khỏi tiệm vàng, xuyên qua một con đường. Sau khi chạy qua ngã tư rồi biến mất ở một nhà hàng trong hẻm, không may là nhà hàng đó đang tu sửa, vẫn chưa kịp lắp camera. Vào lúc này, một người phụ nữ đến đồn cảnh sát báo án nói chồng mình mất tích rồi. Người phụ nữ tên là Hạ Hồng, chồng tên Mục Vĩ. Mấy hôm trước, Mục Vĩ bỏ nhà đi cùng với một chiếc hộp, sau đó mất liên lạc. Trùng hợp là sau khi cảnh sát lấy DNA trên đồ dùng cá nhân của Mục Vĩ, đối chiếu DNA trong máu lấy được ở hiện trường vụ án, thì phát hiện là cùng của một người. Đỗ Thành suy đoán sau khi Mục Vĩ mất tích liền đi cướp, thế là bọn họ lập tức đến nhà Mục Vĩ tìm chứng cứ. Còn Thẩm Lạp phát hiện đồ vật có màu đều sắp xếp theo quy luật. Sau đó chú ý hình nền máy tính của Mục Vĩ vô cùng rực rỡ. Dùng bức ảnh làm hình nền máy tính, màu sắc quá đậm, nhìn lâu sẽ gây mỏi mắt. Anh nhận ra sự tình không hề đơn giản như vậy, trong máy tính của Mục Vĩ phát hiện lịch sử mua vé tàu. Thời gian tàu chạy là vào sáng hôm đó. Đỗ Thành nghi ngờ Mục Vĩ có khả năng bỏ chạy, bọn họ lập tức đến ga tàu điều tra. Nhưng theo dõi camera thì không phát hiện bóng dáng của Mục Vĩ. Vào lúc manh mối đi vào ngõ cụt, một người phụ nữ lướt qua đã giúp Thẩm Lạp phá án. Liên hệ với đồ vật trong nhà Mục Vĩ được sắp xếp theo quy luật, Thẩm Lạp lập tức có phát hiện mới. Anh vội gọi mọi người tới, chiếu hình nền máy tính của Mục Vĩ. Hình nền máy tính của Mục Vĩ vô cùng rực rỡ, người thường nhìn lâu sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao hắn lại dùng bức ảnh này làm hình nền? Cho nên tôi đoán hắn bị mù màu. Sau đó trích xuất camera ở đoạn đường hung thủ chạy qua, lúc hung thủ qua đường không có bất kỳ do dự nào, cứ thế lao qua. Cũng có nghĩa là nếu hung thủ bị mù màu, khi hắn qua đường chắc sẽ hơi do dự một chút vì hắn không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ. Trong bệnh án của Mục Vĩ phát hiện hắn quả thực bị mù màu, có thể chứng minh vụ cướp lần này không phải do Mục Vĩ làm mà ở hiện trường có một giọt máu của hắn. Đỗ Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu, giống hệt vụ án xảy ra vào 7 năm trước. Thẩm Lạp giải thích rằng đây là do hung thủ cố tình để lại dấu vết giá họa cho Mục Vĩ, từ đó tạo bằng chứng Mục Vĩ ăn cướp rồi chạy trốn. Bây giờ phải làm rõ một điều, hung thủ tại sao lại giá họa cho Mục Vĩ, còn Mục Vĩ đã đi đâu? Người mẹ dặn con gái gặp người lạ thì phải tránh xa. Người lạ trước mặt này vì để lấy DNA của đứa trẻ đã đến nhà lấy lòng tin của mẹ cô bé. Sau đó đưa Tiểu An đến khu vui chơi, sau đó còn mua kem cho cô bé. Sau khi có được thiện cảm của Tiểu An, Thẩm Lạp liền đưa cô bé đến tiệm gà rán, gọi một phần pizza để cô bé không còn đề phòng. Lúc này anh lấy đi que kem trên bàn rồi bỏ vào trong một cái túi đưa về đồn xét nghiệm. Vì trong cuộc điều tra trước kia, thông qua hỏi thăm hàng xóm biết được Mục Vĩ không phải là cha ruột của Tiểu An, đồng thời cô giáo của Tiểu An cũng nói gia đình Tiểu An không được đầm ấm. Như vậy rất có khả năng Hạ Hồng câu kết với bố ruột Tiểu An, giá họa cho Mục Vĩ, sau đó tiến hành đối chiếu DNA của Tiểu An với Mục Vĩ, phát hiện cô bé quả thực không phải con ruột của Mục Vĩ. Xem ra bố ruột của Tiểu An có khả nghi lớn nhất. Vào lúc mọi người không biết tìm bố Tiểu An ở đâu, Thẩm Lạp nghĩ nát óc, anh biết. Di truyền có quy luật, tôi có thể vẽ ra được gương mặt sau khi Tiểu An trưởng thành, rồi từ gương mặt đó tìm được đặc điểm di truyền của Hạ Hồng, tiếp đến phân tách ra đặc điểm không thuộc về Hạ Hồng, cuối cùng tiến hành điều chỉnh ở những nơi có khác biệt về cấu trúc xương như xương sọ, xương cằm, xương má. Chắc là có thể nhận ra được mặt của bố ruột Tiểu An. Sau đó Thẩm Lạp phụ trách vẽ mặt bố ruột của Tiểu An, Đỗ Thành gọi Hạ Hồng đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Qua lời khai của cô ta, năm đó cô bị cưỡng hiếp nên mới mang thai, nhưng vì trời tối cô không biết hung thủ là ai. Vì sợ mất mặt nên cô ta không báo cảnh sát. Mục Vĩ khuyên cô giữ đứa bé lại và nói rằng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô, cho nên cô đã lấy Mục Vĩ. Nhưng khi Thẩm Lạp vẽ xong chân dung mời Hạ Hồng đến nhận người, cô ta lại nói mình không biết người trong tranh, cô không còn nhớ rõ mặt hung thủ. Còn Thẩm Lạp nhìn gương mặt quen thuộc này, càng nhìn càng thấy quen. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhớ lại, đây là ông chủ tiệm gà mà anh đã đưa Tiểu An đến đó. Việc gấp trước mắt là bắt chủ tiệm gà rán, sau đó Đỗ Thành phái trợ lý đóng giả food reviewer đến quán ăn, những người khác vây xung quanh. Trường hợp là người chứng kiến vụ cướp 7 năm trước nói thể hỗ trợ cảnh sát nhận người. Năm đó tưởng ông đã bị hung thủ bắn chết, may mà đạn bay thủng má, không trúng phần não, nhân chứng mới may mắn sống sót. Nhưng vì thần kinh bị ảnh hưởng, nhìn qua màn hình ông không thể nhận ra đối phương, lúc này nhân chứng lại chịu đả kích. Ông ta sợ hãi chạy ra ngoài. Ông chủ tiệm gà hoảng sợ bỏ chạy, đẩy ngã cảnh sát rồi lấy khẩu súng giấu dưới bàn, nổ súng bắn ra ngoài rồi chạy thoát thân. Sau đó cảnh sát đuổi theo hung thủ. Cuối cùng hắn bị bắt về quy án, nhưng trong quá trình thẩm vấn thì gặp vấn đề mới. Hung thủ khai rằng hai vụ cướp trong 7 năm nay đều là do hắn làm. 7 năm trước, hắn với Hạ Hồng tự nguyện đến với nhau, chứ không phải cưỡng hiếp như Hạ Hồng đã nói. Sau khi Hạ Hồng mang thai, hai người định kết hôn nhưng vì không tiền không nhà nên hắn đã nảy ra ý định ăn cướp. Hắn cướp tiệm vàng sau đó quay về nhà thì phát hiện Hạ Hồng biến mất rồi. 7 năm sau khi gặp lại Hạ Hồng, đối phương đã cùng con của mình lập gia đình với Mục Vĩ. Sau này Hạ Hồng vô tình giết chết Mục Vĩ, cô ta liên lạc với mình để xử lý cái xác. Sau đó anh ta ném xác Mục Vĩ ra vùng ngoại ô, sau đó cướp tiệm vàng giá họa cho Mục Vĩ. Vào lúc này pháp y có phát hiện vô cùng bất ngờ, bọn họ đối chiếu DNA của Hạ Hồng với của Tiểu An, phát hiện cô ta không phải mẹ ruột cô bé. Sau đó khi điều tra hồ sơ của Hạ Hồng cũng khiến Thẩm Lạp phải nghĩ nát óc.
Ảnh trên bệnh án là 20 tuổi, xương người từ lúc sinh ra cho đến khi phát triển mãi đến năm 25 tuổi mới dừng lại. Từ 20 đến 25 tuổi cấu trúc xương mỗi năm sẽ thay đổi. Năm nay Hạ Hồng 27 tuổi, trên bệnh án là năm 20 tuổi. Bình thường mà nói Hạ Hồng bây giờ phải có cấu trúc xương khác với Ảnh trên bệnh án mới phải. Theo như tôi quan sát, Hạ Hồng năm 27 tuổi so với Ảnh năm 20 tuổi. Ngoài làn da có chút lão hóa ra thì cấu trúc xương không hề thay đổi. Vì vậy Thẩm Lào suy đoán Hạ Hồng giả này đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nên mới có gương mặt như hiện tại. Nhưng anh không biết nếu cô ta không phải mẹ ruột Tiểu An thì cô ta là ai. Sau khi đợi con gái ngủ say, Hạ Hồng dịu dàng đắp chăn cho cô bé. Cô ta bỗng thay đổi sắc mặt, kéo rèm nhìn người áo đen đang đứng bên ngoài, sau đó ngồi trước gương xõa tóc, trang điểm, thoa son môi đỏ đậm, sau đó mặc áo khoác da màu đen, bước ra khỏi nhà. Cảnh sát Tiểu Lý phụ trách theo dõi lập tức bám theo, nhưng anh không biết nguy hiểm đang cận kề. Hạ Hồng liếc nhìn ra sau rồi bước nhanh chân rẽ vào con hẻm khác. Tiểu Lý cẩn thận theo sau thì phát hiện đối phương đã biến mất. Anh hoảng loạn nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, khi Đỗ Thành có mặt, Tiểu Lý đã hy sinh. Qua khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện Tiểu Lý trúng 3 nhát dao chí mạng giống với vết thương đội trưởng Lôi đã gặp nạn vào 7 năm trước. Sau đó cảnh sát dựa vào lời khai của hung thủ tìm được xác của Mục Vĩ, phát hiện vết thương trên người Mục Vĩ cũng giống với hai người còn lại, chứng minh hung thủ giết 3 người họ có khả năng là cùng một người. Sau đêm đó Hạ Hồng mất tích, không tìm được nữa. Đỗ Thành nghi ngờ cái chết của đội trưởng Lôi rất có khả năng liên quan đến Hạ Hồng. Và lúc này Thẩm Lạp nhận được một bức tranh kỳ lạ. "Chú Thẩm Lạp, mẹ nhờ cháu đưa cho chú." Thẩm Lạp xem xong bức tranh tình cờ thấy phía sau có một danh sách kỳ lạ. Cột đầu tiên là tên của người bị hại, ở giữa là biệt danh của thành viên thuộc tổ chức tội phạm. Cột cuối cùng là địa điểm nạn nhân gặp nạn. Cuối danh sách có ký chữ M. Thẩm Lạp phát hiện Hạ Hồng giả không hề đơn giản. Sau đó cảnh sát phát hiện một thẻ hội viên của thẩm mỹ viện ở nhà Hạ Hồng. Thẩm mỹ viện MD, một trong những xào huyệt đội trưởng Lôi đã triệt phá lúc trước. Bọn họ thông qua thẩm mỹ viện lợi dụng khuyến mãi thu hút nhiều cô gái trẻ. Sau đó tiêm thuốc mê cuối cùng bắt cóc và bán đi. Đội trưởng Lôi lúc đó nghi ngờ trước khi bọn họ bán người có điều tra rõ ra cảnh của những cô gái nhưng không biết chúng đã dùng thủ đoạn gì. Vụ án này cuối cùng bắt được hơn 30 người nhưng đều là thành viên cấp thấp của tổ chức. Lúc này Thẩm Lạp lại nghĩ nát óc, anh biết người phụ nữ bí ẩn bảo anh vẽ chân dung đội trưởng Lôi năm đó chính là em. Còn chân dung của người phụ nữ bí ẩn anh đã vẽ đúng, chỉ là cô ta đã phẫu thuật thành Hạ Hồng, cảnh sát không thể tìm được em. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành truy nã em, nhưng em lúc này sớm đã cao chạy xa bay, tìm khắp cả nước cũng không tìm được cô ta. Thẩm Lạp suy đoán tổ chức tội phạm có khả năng uy hiếp em, cô ta vì để bảo vệ mình nên mới chủ động ra nộp danh sách. Và lúc này lãnh sự quán đưa tin bọn họ giải cứu được một cô gái bị bán đi cùng với Hạ Hồng thật vào năm đó. Cảnh sát thông qua thẩm vấn biết được Hạ Hồng năm đó vì để giữ con mình đã cháo thân phận với em, còn Hạ Hồng thật sớm đã về nơi suối vàng. Đứa con trai ở nước ngoài gửi video đòi 250.000 đô, người cha già không chịu nổi áp lực đã về với ông bà tổ tiên. Sau khi về nước, đứa con trai không hề hay biết chuyện này, nói mình chưa từng quay video đòi tiền, cũng chưa từng nhận bất cứ đồng nào từ bố mình. Vậy mà cảnh sát lại tìm được lịch sử chuyển tiền từ trong điện thoại của người bố. Khoản tiền này rất có khả năng đã lọt vào ví tiền của bọn lừa đảo. Để chứng thực video này là thật hay giả, cảnh sát bắt con trai thầy Hứa dùng thái độ như vậy đọc ra nội dung trong video, rồi tiến hành so sánh với video gốc. Lúc này Thẩm Lạp lập tức nhận ra video gốc là giả. Người trong video không phải là Hứa Tư Văn. Biểu cảm của hai người này không giống nhau, Thẩm Lạp phát hiện ánh sáng trong video gốc không phù hợp với lẽ thường. Ánh sáng trong video quá phức tạp, cả gương mặt cũng không tự nhiên. Đây không phải Hứa Tư Văn thật, đây là khuôn mặt do AI tạo ra. Sau đó cảnh sát liên tục nhận được nhiều báo án lừa đảo. Theo điều tra của cảnh sát, những vụ án lừa đảo này đều do video AI ghép mặt để lừa tiền người già, rồi chia tiền ra nhiều tài khoản đen khác nhau. Thẩm Lạp suy đoán những tội phạm lừa đảo này rất có khả năng là cùng một người. Để vẽ ra chân dung của chính tên tội phạm, Thẩm Lạp bắt đầu phân tách cơ mặt của mỗi tên tội phạm trong video. Thông qua quan sát quy luật vận động ở những vị trí cơ mặt khác nhau, vẽ ra từng bộ phận cơ mặt của kẻ tình nghi, cuối cùng ghép lại được chân dung của kẻ tình nghi. Sau đó cảnh sát thông qua kỹ thuật thì biết được muốn làm video AI ghép mặt thì phải có được lượng lớn video của chính chủ để cho máy móc bắt chước theo. Vì vậy tội phạm rất có khả năng quen biết nạn nhân. Sau đó cảnh sát bắt đầu hỏi thăm từng người quen của nạn nhân, quả nhiên một y tá của thầy Hứa có tướng mạo giống với chân dung tội phạm. Trong số bệnh nhân của y tá cũng có rất nhiều nạn nhân. Khi cảnh sát triệu tập y tá đến đồn cảnh sát, cô ta nói mình không biết cái chết của thầy Hứa. Theo lẽ thường, sau khi tội phạm lừa đảo gây án thường sẽ thay đổi thân phận để tránh bị bại lộ hoặc mai danh ẩn tích tìm mục tiêu tiếp theo. Nhưng cô y tá này không có động cơ bỏ chạy, vì vậy cảnh sát suy đoán cô y tá này không phải đồng bọn của tội phạm lừa đảo. Theo thuật toán của AI, video của chính chủ càng nhiều hiệu quả ghép mặt càng tự nhiên, vì vậy cảnh sát bắt đầu nhúng tay vào mạng Internet, điều tra từng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân, từ đó tải xuống toàn bộ video hình ảnh, rồi lần theo địa chỉ IP của tài khoản thì phát hiện địa chỉ thực sự đằng sau đều là nhà của cô y tá đó. Thế là cảnh sát lần nữa triệu tập cô ta. Người đàn ông ở cùng cô là ai? Một người phụ nữ ở một mình, trong ngăn kéo lại có máy cạo râu. Cô không hút thuốc, nhưng trong nhà lại có nhiều bật lửa. Người cô không cao nhưng lại đặt giấy vệ sinh ở trên nóc tủ. Những điều này đủ để chứng minh trong nhà cô còn có một người đàn ông. Cô y tá khai rằng mình từng có một người bạn trai bán máy tính tên là Hồ Chí Phong, nhưng hai người đã chia tay vào một tuần trước.
Trước đó Hồ Chí Phong thường hay đi công tác, mỗi lần đi công tác đều đi đến 10 ngày nửa tháng. Điều này trùng khớp với thông tin của cảnh sát. Sau đó cảnh sát thông qua định vị nhanh chóng tìm được vị trí của Hồ Chí Phong và bắt hắn. Thẩm Lạp cũng không vẽ sai, người trong bức tranh chính là Hồ Chí Phong. Người đàn ông cân đo lượng hashtag rồi cho vào anten, tiếp đó bỏ cột anten vào trong kiện hàng đưa cho nạn nhân số 1. Hàng của anh. Người đàn ông đặt kiện hàng xuống sau đó bước ra ngoài châm một điếu thuốc, phía sau bỗng bốc nổ, vụ nổ đã tiễn nạn nhân số 1 xuống suối vàng, hung thủ điềm nhiên châm điếu thuốc, rít một hơi rồi ung dung bỏ đi. Khi cảnh sát có mặt hiện trường chỉ còn lại vài mảnh anten và kiện hàng bị thiêu cháy, cảnh sát chưa kịp đi sâu vào điều tra thì đã xảy ra vụ án thứ hai tương tự như vậy. May mắn là nạn nhân số 2 được cấp cứu kịp thời nên đã sống sót nhưng bị bỏng toàn thân. Hiện trường cũng phát hiện kiện hàng và mảnh vỡ của anten, nhưng cảnh sát không phát hiện ra người giao hàng khả nghi nào, còn hung thủ cũng tránh được toàn bộ camera giám sát. Hắn rõ ràng đã lên kế hoạch trước cho việc này. Sau đó thông qua điều tra biết được mặc dù hai nạn nhân làm cùng một nhà máy nhưng chưa từng xảy ra tranh chấp người khác. Sau đó cảnh sát hỏi thăm những người xung quanh nạn nhân, phát hiện có một nhân viên phục vụ từng xảy ra xung đột với họ. Hôm đó hai ông này đến chỗ tôi ăn cơm. Sau đó cậu nhân viên vì mới thất tình nên tâm trạng không tốt. Lúc bưng đồ đã làm đổ thức ăn lên bọn họ. Sau đó bọn họ xảy ra cãi vã. Quản lý vì để dẹp yên chuyện này nên đã đuổi cậu nhân viên đó đi, còn cậu nhân viên này có khả nghi lớn nhất. Thế là cảnh sát lập tức đến nhà quản lý điều tra phát hiện quản lý vừa nhận được một kiện hàng. Cảnh sát lập tức sơ tán người dân khu vực xung quanh và gọi đội phòng bom mìn đến. Đội phòng chống cẩn thận mở kiện hàng nhưng không có vụ nổ nào xảy ra. Vào lúc cảnh sát tưởng chỉ nghĩ là bom dạ, phía xa bỗng truyền đến tiếng nổ lớn. Nạn nhân thứ ba tử vong ngay trên xe. Hiện trường có mảnh anten cháy khét. Lúc này Đỗ Thành cũng biết cậu nhân viên vì say rượu gây sự nên bị đồn cảnh sát giam giữ nhiều ngày, không có động cơ gây án. Cảnh sát bắt đầu điều tra nạn nhân thứ ba, phát hiện mối liên hệ duy nhất với hai nạn nhân trước là vào 10 năm trước bọn họ từng tham gia trại hè. Trùng hợp là trong trại hè lúc đó có một cậu bé tên là Lý Liên Khải, trong lúc leo núi không may trượt chân ngã tử vong. Lúc đó Lý Liên Khải và ba cậu bé khác được phân cùng một nhóm. Ba cậu bé kia không bị gì, mà trong số ba người này có nạn nhân thứ hai và ba. Theo hồ sơ của Lý Liên Khải, lúc nhỏ cậu sống cùng bố Lý Quân Vĩ. Đỗ Thành cùng đồng đội đến nhà Lý Quân Vĩ thì phát hiện Lý Quân Vĩ đã biến mất. Ở đó cảnh sát phát hiện một cuốn sổ kỳ lạ, bên trong vẽ bốn gương mặt méo méo, hai mắt đều vẽ một bên, miệng và mũi vẽ một bên, ba tờ trên đó đều đã đánh dấu nhân. Sau đó Đỗ Thành phát hiện rất nhiều công cụ trên bàn, anh vươn tay quệt lớp bột đen trên bàn, đưa lại gần mũi người, còn ở trên bức tường cũng dán bốn bức tranh vẽ mặt người, chỉ có một trang vẫn chưa đánh dấu. Đỗ Thành suy đoán bức tranh này chưa đánh dấu là nạn nhân tiếp theo. Việc gấp trước mắt là tìm được Lý Quân Vĩ, cảnh sát còn tìm được thuốc điều trị bệnh tự kỷ ở nhà Lý Quân Vĩ. Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ sẽ gặp khó khăn khi nhận diện mặt người. Thuốc này có thể phát huy chức năng nhận diện mặt người ở trong mức độ nhất định. Nghe đến đây Thẩm Lạp lập tức nghĩ ra điều gì đó. Anh biết Lý Quân Vĩ là một người mù mặt, nhưng gương mặt kỳ lạ trong cuốn sổ này chính là mặt người mà Lý Quân Vĩ nhìn thấy được. Thẩm Lạp suy đoán Lý Quân Vĩ cho rằng ba người cùng nhóm với con trai mình đã hại chết cậu bé, cho nên đã ra tay báo thù đối phương. Đánh dấu nhân lên có nghĩa là Lý Quân Vĩ đã sát hại đối phương. Sau đó Thẩm Lạp tiến hành đối chiếu mặt người trong cuốn sổ với ảnh của nạn nhân và rồi tìm ra được quy luật, phát hiện gương mặt bị đánh dấu chính là ba người cùng nhóm với Lý Liên Khải năm đó. Còn nạn nhân đầu tiên đã bị Lý Quân Vĩ giết nhầm, cũng chính vì mù mặt nên trong mắt Lý Quân Vĩ nạn nhân số 1 sớm đã chết rồi. Sau đó Thẩm Lạp dựa theo quy luật tái hiện lại gương mặt cuối cùng trong cuốn sổ, phát hiện là ông chủ của cửa hàng đồ chơi. Anh lập tức đến đó, còn tại sao Lý Quân Vĩ lại báo thù những người này? Người đàn ông kéo khóa áo xuống, trên người buộc rất nhiều thuốc nổ, sau đó giữ tay lên nút bấm. Chỉ cần tôi bấm nhẹ nơi này sẽ nổ tung. Sau đó hắn bắt Thẩm Lạp gọi cho ông chủ cửa hàng đồ chơi quay về. Thẩm Lạp căng thẳng nghĩ cách đối phó. Càng gay go đó là anh chỉ là đến đây điều tra, không hề biết ông chủ cửa hàng là ai. Trong lúc cấp bách, anh cố tỏ ra bình tĩnh gọi điện cho Đỗ Thành. Xã thủ lúc này đã vào vị trí chỉ cần bóp cò là bắn chết tội phạm, nhưng Thẩm Lạp lại cố ý che đi tầm nhìn. Đỗ Thành lúc này mới nhìn trong tay hung thủ cầm ngòi kích nổ, cho dù bắn chết đối phương thì hắn cũng sẽ phản ứng lại bấm ngòi kích nổ. Xã thủ chỉ đành bỏ tay khỏi cò súng. Thẩm Lạp biết chỉ cần tội phạm lỡ tay anh sẽ phải chết cùng hắn. Anh bắt đầu kéo dài thời gian, hỏi ra đầu đuôi câu chuyện. Thì ra vào trại hè năm đó Lý Liên Khải vì tranh giành đồ chơi với người khác nên không may rơi xuống vách núi. Khi Lý Quân Vĩ chạy tới thì con trai đã không còn thở. Vì mắc chứng mù mặt hắn không thể nhìn rõ mặt người lúc đó, mặt ai nấy cũng đều bị phủ một lớp mờ. Ba thằng bé đó đã trở thành kẻ thù hại chết con trai mình. Lý Quân Vĩ kích động nắm chặt ngòi kích nổ, Thẩm Lạp ra sức trấn an đối phương nhưng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Lỡ may chỉ là tai nạn thì sao? Không thể nào. Có người tận mắt chứng kiến hắn cướp đồ chơi của con trai tôi. Sau đó Tiểu Khải rơi xuống, nhất định là bọn chúng đẩy. Cho nên tôi muốn nhìn thấy bọn chúng lần lượt chết đi. Lâm Chí Kiệt là người cuối cùng. Sau đó Lý Quân Vĩ bắt đầu hét lên. Người bên ngoài, tôi biết các người nghe thấy. Cho các người 15 phút. Đưa Lâm Chí Kiệt về đây cho tôi. Nếu không đưa về, tôi sẽ cho bốc nổ. Thần kinh của Thẩm Lạp căng như dây đàn, mồ hôi hột đổ xuống. Hai tay vò lại với nhau, nhưng vào lúc này đối phương đã hạ quyết tâm đi chết. Nói xong liền ấn ngón cái. Vì Lý Quân Vĩ quá thương con đồng ý cho Thẩm Lạp cơ hội sống sót, sau đó anh cầm bút giấy dựa theo con mắt của người mù mặt để vẽ ra mặt của Tiểu Khải.
Anh thấp thỏm đưa cho đối phương. Đỗ Thành lúc này bắt đầu hành động, nhảy đến cửa sổ nhưng không ngờ sau khi Lý Quân Vĩ nhìn bức tranh, cảm thấy rất hài lòng, buông tay bỏ ngoài kích nổ xuống. Trong lúc cấp bách, Đỗ Thành tông cửa kính xông vào. Hôm đó cảnh sát nhận được báo án tội phạm bị cảnh sát truy nã 7 năm bỗng chết một cách kỳ lạ. Khi cảnh sát có mặt phát hiện mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi, nạn nhân nằm gục xuống đất. Lúc này Thẩm Lạp nhận ra đây chính là người phụ nữ bí ẩn tên Em mà cảnh sát tìm kiếm bấy lâu nay. Sau đó thông qua kiểm nghiệm thi thể phát hiện nạn nhân bị gãy xương toàn thân, nguyên nhân cái chết là rơi từ cao xuống. Đồng thời pháp y cũng phát hiện sau khi nạn nhân tử vong có bị di chuyển sang chỗ khác. Mắt nạn nhân nhắm chặt, theo lẽ thường khi phần đầu nạn nhân bị tổn thương nặng, chức năng của não bị ảnh hưởng làm đứt phản xạ dây thần kinh mắt. Suy ra nạn nhân khi chết phải mở mắt mới phải. Tiếp đến còn phát hiện nước lau kính sót lại trên mảnh vỡ thủy tinh ở hiện trường, chứng tỏ lúc xảy ra vụ án đã có người đã vuốt mắt cho nạn nhân và xử lý hiện trường. Nhưng hiện trường không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay và dấu vết nào. Càng kỳ lạ là khi cảnh sát trích xuất camera vào đêm hôm đó, phát hiện camera không quay được Em và hung thủ, còn trong đống mảnh vỡ thủy tinh ở hiện trường lại có hai loại thủy tinh khác nhau. Thông qua giám định, một loại thủy tinh trong đó dùng cho xây dựng, loại còn lại dùng cho mặt đồng hồ. Thẩm Lạp nhìn những mảnh vỡ này, dựa vào sự nhanh nhạy của sinh viên hội họa nhận ra có nét tương đồng với đồng hồ của Đỗ Thành. Nhớ ra vào hôm xảy ra vụ án, hành vi bất thường của Đỗ Thành khiến Thẩm Lạp nghi ngờ chuyện này có liên quan tới anh. Hàng loạt bằng chứng cho thấy Đỗ Thành có tình nghi sát hại Em lớn nhất. Và lúc này một nhân vật mới xuất hiện cắt ngang tiến độ điều tra của cảnh sát. Vị này là thanh tra của Cục Hình sự thành phố, phó đội trưởng đồng chí Lộ Hải Châu. Đến cục cảnh sát chúng ta chủ yếu là phối hợp đội 916 điều tra án mạng. Sau đó lúc Đỗ Thành bắt tay với Lộ Hải Châu thì để Lộ cổ tay không đeo đồng hồ, điều này như chứng minh suy đoán của Thẩm Lạp. Thế là anh ngồi lên xe của Đỗ Thành, nhân lúc Đỗ Thành xuống xe đi mua đồ, anh đã xem lại camera hành trình và cái đêm xảy ra vụ án thì phát hiện bộ nhớ đã bị xóa. Sau đó anh xuống xe mở cốp xe rồi đổ nước lau kính lên khăn, rồi đem khăn quay về cục cảnh sát để kiểm tra. Phát hiện nước lau kính trên xe Đỗ Thành hoàn toàn trùng khớp với nước lau kính ở hiện trường, anh không dám tin cộng sự của mình lại trở thành kẻ tình nghi. Anh vội lục tìm di vật của Em, muốn tìm vật chứng để chứng minh suy đoán của mình, tình cờ phát hiện trên áo Em có rất nhiều vết muối. Cơ thể người tiết ra mồ hôi muối rất bình thường, nhưng tại sao lại ở ngoài áo khoác với giày? Có khi trước lúc chết có đến biển, cô ta ở biển. Anh đang chuẩn bị một mình ra biển tìm manh mối thì bị Đỗ Thành ngăn cản lại. Tôi nghe Hà Dung Nguyệt nói cậu nghi ngờ Em ở cạnh biển. Tưởng Phong, toàn thể xuất phát, men theo biển tìm. Sau đó cảnh sát tìm được nơi ở của Em ở cạnh biển, vừa đi vào phát hiện một bàn đồ ăn thừa, sau đó phát hiện một bức ảnh người áo đen ở trên tủ. Qua điều tra, người trong ảnh tên Châu Tuấn là một nhân viên quản lý của thư viện. Cảnh sát phát hiện Châu Tuấn và Em không có bất cứ liên hệ nào. Qua camera giám sát vào hôm xảy ra vụ án, Châu Tuấn vẫn làm việc ở thư viện, không có thời gian gây án. Vào lúc này Đỗ Thành lại chủ động triệu tập Châu Tuấn. Cùng lúc này trong camera ghi lại được vào ngày xảy ra vụ án, Thẩm Lạp cuối cùng phát hiện một bóng người mờ mờ. Đây là một cuộc thẩm vấn kéo dài 23 tiếng, cảnh sát đổi hết người này đến người khác, nhưng kẻ tình nghi ngoài ba chữ tôi không biết thì chẳng còn thông tin nào khác. Thế thời gian giam giữ người sắp trôi qua, toàn bộ cảnh sát đều đã chuẩn bị từ bỏ. Đỗ Thành đi vào bắt đầu thẩm vấn Châu Tuấn, vì mục đích anh triệu tập Châu Tuấn chính là để xóa bỏ tình nghi anh giết hại Em. Nếu không moi được gì từ trên người Châu Tuấn, vậy thì anh sẽ phải gánh họa sát hại Em. Anh dọi đèn lên mặt Châu Tuấn, bắt đầu lợi dụng sự mệt mỏi của đối phương ép đối phương lộ ra sơ hở. Sau đó Đỗ Thành buông tay trái, một cái cúc áo rơi ra, khi đối phương đã nhìn thấy thì liền giấu đi. Lúc này ánh mắt Châu Tuấn trở nên mơ hồ, Đỗ Thành nhân cơ hội tấn công, chúng ta từng gặp trước kia, không hề. Sao anh lại biết cô ta sẽ đi đâu? Không biết, anh theo dõi cô ta, không có. Tôi đã đối chiếu gương mặt và vóc dáng của anh hoàn toàn trùng khớp với người đó. Anh giết Em, không phải tôi. Châu Tuấn vô cùng bình tĩnh, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Trong thư viện đều có camera. Anh tưởng việc mình làm không có sơ hở nào sao? Đồ Em để lại còn nhiều hơn anh tưởng. Ngày nào tôi cũng làm việc ở thư viện. Anh không những có liên quan tới vụ án này mà còn không thoát nổi liên can tới các vụ án khác đâu. Cuộc đời anh trông có vẻ rất sạch sẽ, nhưng thời gian mọi việc đều có người giúp anh dọn dẹp. Tôi thật sự không có quan hệ với Em. Cái đó là ai? Các anh có thể tự đi điều tra. Chúng tôi đương nhiên sẽ đi điều tra, nhưng tôi nói với anh lần này hắn không giúp nổi anh đâu. Không giúp nổi anh đâu. Kết cục của anh sẽ giống với Em thôi. Anh lao đầu bỏ đi. Đỗ Thành không ngờ cho dù anh dùng kế gì, Châu Tuấn cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào. Sau khi hết thời gian giam giữ, cảnh sát chỉ đành thả Châu Tuấn ra. Lúc này Đỗ Thành càng bị tình nghi sát hại Em. Vì sau khi vụ án xảy ra, cục cảnh sát nhận được thư nặc danh tố cáo Đỗ Thành. Nội dung là một đoạn đối thoại của Em với Đỗ Thành vào đêm trước khi vụ án xảy ra. Lộ Hải Châu lấy cớ đến hỗ trợ điều tra nhưng thực chất là được cục cảnh sát phái đến âm thầm theo dõi Đỗ Thành. Sau đó cảnh sát phát hiện một bóng người mờ mờ trong camera ở hiện trường xảy ra vụ án. Lộ Hải Châu lập tức liên hệ với công ty kỹ thuật để giám định, tái hiện lại bóng người, phát hiện người trong video chính là Đỗ Thành. Sau khi quay về cục cảnh sát báo cáo với lãnh đạo, liền đình chỉ chức vụ của Đỗ Thành.
Cùng lúc này Thẩm Lạp là người tin tưởng Đỗ Thành nhất, nhưng sau khi nhìn thấy bóng người, anh muốn dùng ngòi bút của mình để rửa sạch tội danh cho anh. Nhưng vẽ hết tờ này đến tờ khác, vẽ hết cặp mắt này đến cặp mắt khác, mỗi lần vẽ ra đều là gương mặt quen thuộc đó. Anh không dám tin cộng sự của mình lại trở thành kẻ tình nghi, thế là anh hẹn gặp Đỗ Thành muốn cho anh cơ hội nói ra sự thật, suy đoán được chứng minh rồi, cảm xúc thế nào? Lần đầu tiên tôi hy vọng là mình vẽ sai. Lúc này Đỗ Thành cũng nói với Thẩm Lạp, trước cái đêm em tử vong anh quả thực nhận được điện thoại của cô ta. Cảnh sát Đỗ, nhận được ảnh chưa? Hắn chính là người giết Lôi Nhất Phỉ, cô muốn đầu thú, cô giết đồng nghiệp của tôi, không phải tôi làm, là cảnh sát truy sát tôi. Bọn họ đã tìm được tôi rồi, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, tôi có thể nói sự thật với anh. Các anh phải bảo đảm an toàn cho tôi mới có thể hợp tác với các anh. Em nói với Đỗ Thành trong tay mình có chứng cứ của hung thủ giết người và danh sách của tổ chức tội phạm. Sau lưng tội phạm còn có một người đứng sau ra lệnh nhưng cô ta không biết người đó là ai. Chỉ là rất lâu trước kia lúc cô nói chuyện với hung thủ có từng nghe giọng của hắn ta. Mà gần đây khi nhận được điện thoại uy hiếp của hung thủ lại nghe thấy giọng nói của người này. Sau đó em hẹn gặp mặt Đỗ Thành và nói mình sẽ giao chứng cứ cho anh. Nhưng khi anh đến địa điểm thì phát hiện Châu Tuấn đã giết cô ta. Trong lúc vây bắt Châu Tuấn có xảy ra xô xát với hắn, Đỗ Thành bị đánh ngất. Khi anh tỉnh lại phát hiện trong tay em có cầm một cái cúc áo của mình. Anh biết đối phương muốn giáo họa cho mình, thế là vội xử lý dấu vết ở hiện trường. Sau đó khi Đỗ Thành xem camera thì phát hiện trong đó không hề có bóng dáng của Châu Tuấn với em. Vì vậy anh biết người đứng sau có khả năng khống chế camera. Anh sớm muộn gì cũng bị sờ gáy. Còn việc anh có thể làm là nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Thế là anh đặt bức ảnh của Châu Tuấn ở nhà em để dẫn dắt cảnh sát điều tra Châu Tuấn. Nhưng anh không ngờ hắn ta không chịu thừa nhận. Tại chỗ ở của em, Đỗ Thành phát hiện một cuốn nhật ký. Nội dung bên trong đã bị xé. Đỗ Thành dùng bút chì tô đậm để vết chữ hiện ra. Thông qua tin tức trên giấy, anh phát hiện trong tổ chức tội phạm này, Châu Tuấn phụ trách bắt cóc, em phụ trách vận chuyển, còn phụ trách liên hệ người mua người bán chính là dấu chấm hỏi trên trang giấy này. Cũng có khả năng là trùm của tổ chức tội phạm. Đỗ Thành che giấu Thẩm Lạp mọi chuyện là vì sợ làm liên lụy tới anh. Tôi thoát ra khỏi vòng vây, bọn chúng sẽ có bước cờ tiếp theo. Nếu tôi bị nghi ngờ, vậy thì toàn bộ người bên cạnh tôi đều sẽ bị loại bỏ. Chỉ khi cậu không biết thì mới có cơ hội tìm ra chân tướng. Cậu là con át chủ bài của tôi, tìm ra dấu chấm hỏi đó. Tội phạm hẹn gặp mặt cảnh sát nhưng khi cảnh sát có mặt thì tội phạm đã ngã lầu tử vong. Cảnh sát bị giáo họa giết người và còn bị đình chỉ chức vụ, hy vọng tìm ra chân tướng chỉ đành gửi gắm lên người Thẩm Lạp. Anh đến hiện trường vụ án kết hợp lời kể của Đỗ Thành kể về quá trình xô xát với Châu Tuấn, cộng với động tác mô phỏng của mình cuối cùng làm rõ chân tướng. Thẩm Lạp ngay lập tức tái hiện lại toàn bộ sự việc xảy ra ngay trong đêm. Thì ra vào cái ngày em tử vong, Đỗ Thành đến đúng địa điểm đã hẹn. Anh vừa lên tầng 4 đã nhìn thấy em rơi xuống. Anh ngẩng đầu nhìn thấy hung thủ vẫn chưa đi xa, thế là vội đuổi theo. Sau đó hai người xảy ra giằng co, đánh từ trên tầng 6 xuống tầng 2. Lúc ở tầng 2, Đỗ Thành bị Châu Tuấn đạp ngã xuống đất. Lúc này Châu Tuấn đứng đối diện Đỗ Thành, còn tấm thủy tinh bên phải Châu Tuấn phản chiếu bóng của hắn. Camera vừa hay quay được ở góc độ đó. Cho nên, người mà bị camera quay được không phải Đỗ Thành. Quá đỉnh, Thẩm Lạp, cậu làm tốt lắm. Tôi biết ngay đoạn video này đã bị chỉnh sửa rồi mà. Châu Tuấn mới là hung thủ thực sự sát hại em. Mặc dù suy đoán của Thẩm Lạp cũng khá thuyết phục, nhưng vì không có chứng cứ thiết thực, không đủ để xóa bỏ tình nghi của Đỗ Thành, Lộ Hải Châu chỉ đành tìm Đỗ Thành nói chuyện và khống chế Châu Tuấn. Đỗ Thành ngồi trong phòng thẩm vấn kể câu chuyện của bộ phim Vô Gian Đạo để chứng minh sự trong sai của mình. Anh nói kẻ đứng sau xây dựng tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Việc làm ăn vốn rất tốt nhưng 7 năm trước bị đội trưởng Lôi sờ gáy nên hắn đã giết đội trưởng Lôi. Ai ngờ trong lúc đó thành viên chủ chốt em đã trộm tài liệu quan trọng rồi biến mất. Vì sợ bị bại lộ, kẻ đứng sau chỉ đành tạm thời giải tán tổ chức và âm thầm tìm kiếm em. Gần đây bọn họ đã tìm được em và phát hiện cô ta có ý định đầu thú. Lúc này Đỗ Thành đứng ở góc độ của kẻ đứng sau, hỏi lại Lộ Hải Châu tại sao cô ta lại tiếp cận cảnh sát đó. Liệu cô ta có giao tài liệu quan trọng đó cho anh ta không? Nếu cảnh sát đó lấy được tập tài liệu vậy thì không phải tôi to đời rồi sao? Không được, tôi phải tiêu diệt kẻ phản bội này, cũng phải tiêu diệt tên cảnh sát này. Tiêu diệt kẻ phản bội thì tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao lại phải tiêu diệt cảnh sát? Quá ngu rồi. Tại sao? Anh tiêu diệt một người cảnh sát chỉ làm cảnh sát chú ý tới hơn. Tôi phải làm sao? Rất đơn giản. Anh tiêu diệt kẻ phản bội sau đó giáo họa cho người cảnh sát đó. Lúc này Lộ Hải Châu như giác ngộ, anh mới biết Đỗ Thành là bị vu oan. Tiếp đó Đỗ Thành đưa giấy tờ in ra cuộc đối thoại của mình với em. Đây là toàn bộ nội dung của trò chuyện của tôi với em. Anh có thể đối chiếu bản ghi âm lúc nãy với bản giấy này, còn bản tố cáo nặc danh đó đã bị cắt ghép. Hai người họ vẫn chưa nói xong thì nhận được một tin xấu. Vừa vào lúc nãy Thẩm Lạp cùng đồng đội đến thư viện tìm Châu Tuấn thì phát hiện hắn đã hẹo ở trong phòng hắn ta, trong thùng rác có tờ giấy bị thiêu rụi. Đây chắc là chứng cứ phạm tội mà em nhắc trước đó. Đồng thời tài liệu bí mật trong máy tính Châu Tuấn cũng đã bị xóa, chỉ còn lại những tài liệu chẳng giúp ích được gì. Thông qua xét nghiệm thi thể, pháp y phát hiện nguyên nhân tử vong của Châu Tuấn đến từ bệnh động kinh. Và lúc này Thẩm Lạp phát hiện một video kỳ lạ ở trong máy tính của Châu Tuấn. Lúc mọi người mở ra thì xuất hiện màn hình nhấp nháy. Đây là một virus.
Lúc này bọn họ mới phản ứng lại cái chết của Châu Tuấn không phải sự cố mà là có người cố tình trừ khử hắn. Càng kỳ lạ là khi điều tra lịch sử hoạt động của Châu Tuấn phát hiện máy tính của hắn từng cài đặt phần mềm bảo vệ của công ty Đồng Thành. Nửa tiếng trước khi hắn tử vong, phần mềm bảo vệ đã bị kẻ khác gỡ cài đặt nhằm để gài virus vào. Cho dù cái chết của Châu Tuấn khiến vụ án đi vào ngõ cụt, nhưng thông qua bước giám định của cục cảnh sát, xác nhận được nội dung bản ghi âm bị làm giả, bóng người Đỗ Thành trong video cũng là giả. Vào hôm Châu Tuấn sát hại em, camera giám sát ở thư viện cũng bị đánh cháo, vì vậy Đỗ Thành có thể phục chức. Hệ thống giám sát ở hiện trường vụ án và trong thư viện đều đến từ công ty Đồng Thành, cộng với máy tính của Châu Tuấn có cài đặt phần mềm của công ty đó. Toàn bộ manh mối đều chỉ hướng về công ty an toàn thông tin Đồng Thành. Người đàn ông này sở hữu công ty có kỹ thuật hiện đại nhất châu Á, dựa vào công ty này anh ta lọt top 10 người thành công nhất. Vào thập niên 90 khi còn học đại học, những người bạn khác còn mải mê chơi bời, anh ta đã bắt đầu nghiên cứu con đường lập nghiệp. Cho đến nay, kỹ thuật khiến anh ta tự hào nhất được sáng tạo vào lúc còn học đại học. Nhưng phía sau vẻ hào quang đó lại là một tổ chức buôn người. Thông qua mạng lưới kỹ thuật hiện đại của anh ta, tổ chức buôn người ăn cắp thông tin cá nhân của nữ giới bày trước mặt khách hàng như những món đồ. Sau khi khách hàng lựa chọn tội phạm thông qua thủ đoạn đánh thuốc mê bán nạn nhân cho khách hàng, cũng chính là dựa vào kỹ thuật không thể đánh bại của hắn. Mỗi lần cảnh sát điều tra sâu hơn, hắn đều có thể chuyển hướng điều tra của cảnh sát, từ đó đưa ra cách đối phó. Từ việc sát hại đội trưởng Lôi, trừ khử em, giáo họa cho Đỗ Thành, rồi ám sát Châu Tuấn không để lộ một sơ hở nào, mỗi lần chỉ để lại những chứng cứ đã bị tiêu hủy. Ngoài ra, hệ thống an toàn hắn nghiên cứu một khi ra mắt, vậy thì toàn bộ thông tin cá nhân của mọi người đều nằm trong tay hắn. Vậy mà dựa vào những chứng cứ nhỏ nhặt này, Thẩm Lạp vẫn lần ra được manh mối, toàn bộ mũi nhọn đều chỉ về công ty Đồng Thành, ông chủ là Trần Châu. Để điều tra công ty Đồng Thành, Thẩm Lạp liên lạc với chị gái của Đỗ Thành là Đỗ Khuynh, hai người đóng giả thành nhân viên mua hàng để đến công ty Đồng Thành. Thông qua lời giới thiệu của Lễ Tân, Thẩm Lạp biết được nơi bảo mật nghiêm ngặt nhất công ty chính là văn phòng của Trần Châu, và ngoài hắn ra thì không ai được tự ý đi vào. Vì vậy, Thẩm Lạp suy đoán chứng cứ phạm tội của Trần Châu nhất định ở trong văn phòng của hắn. Đỗ Khuynh niềm nở nói ra tiêu chuẩn chọn chồng của mình để thu hút ánh nhìn của Trần Châu. Lúc này Thẩm Lạp lặng lẽ lấy một cuộn băng dính rồi cầm một quân cờ, dán băng dính lên đầu quân cờ nhằm mục đích lấy vân tay của Trần Châu, nhanh chóng nhét cuộn băng dính vào túi. Sau khi Đỗ Khuynh rời đi, Thẩm Lạp và Trần Châu ngồi trước bàn cờ. Sau một hồi đấu trí căng thẳng, phần thắng của Trần Châu nằm ở con át chủ bài của mình. Dám làm độc vương thì đương nhiên phải có đường lui cho mình. Mấy hôm nữa hệ thống ngân ưng của tôi sẽ chính thức được công bố. Phần lớn người dân Bắc Giang đều dùng hệ thống của tôi. Thẩm Lạp lúc này cũng có được đáp án mình muốn, đó chính là một khi hệ thống ngân ưng phát hành, vậy thì thông tin cá nhân của 80 triệu dân toàn thành phố sẽ bị phơi bày. Nhưng cuộc đấu trí của hai người mới chỉ bắt đầu, cũng chính vì lòng kiêu ngạo của Trần Châu đã khiến hắn thất bại ê chề. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng máy chủ Trần Châu dùng để lưu trữ chứng cứ, nhưng nếu nhập sai mật khẩu 3 lần, máy chủ sẽ khởi động hệ thống tự hủy, thiết bị điều khiển của máy chủ chính là điện thoại của Trần Châu. Cách duy nhất hiện nay là để Trần Châu đổi mật khẩu thành mật khẩu mà cảnh sát muốn. Vào lúc này, Thẩm Lạp tìm được diễn đàn Trần Châu lập lúc còn học đại học có tên là Close to You. Mà diễn đàn này chính là thành quả Trần Châu tự hào nhất, cũng chính là khởi đầu cho con đường tội phạm của hắn. Còn dòng chữ Close to You trở thành manh mối duy nhất. Vào hôm công bố phần mềm, theo kế hoạch của Thẩm Lạp, cảnh sát phân tách dòng chữ Close to You, sau đó đặt ở các nơi Trần Châu có thể nhìn thấy được, để làm hắn chú ý tới. Sau đó Thẩm Lạp mặc một chiếc áo đỏ chót tham gia buổi họp báo. Sau khi Trần Châu có mặt, Thẩm Lạp thông báo cho đồng nghiệp đang đợi ở bên ngoài tòa nhà bắt đầu hành động. Sau đó Đỗ Thành cùng đồng đội xông vào công ty Đồng Thành, cùng lúc cắt đứt mọi tín hiệu mạng để cho nhân viên không thể liên lạc được với Trần Châu. Sau đó Đỗ Thành dùng vân tay Thẩm Lạp thu thập được trước đó để vào văn phòng. Theo suy đoán của Thẩm Lạp, máy chủ lưu trữ chứng cứ phạm tội nhất định giấu ở chỗ nào đó trong văn phòng. Trong hàng loạt cúp giải thưởng, Đỗ Thành phát hiện có một cúp giải thưởng vào thời đại học của Trần Châu. Liên tưởng tới trang web hắn tự hào nhất được sáng lập vào thời sinh viên, con người luôn cho rằng nơi quen thuộc nhất chính là nơi an toàn nhất. Đỗ Thành suy đoán công tắc nằm ở đây. Anh thử dịch chuyển chiếc cúp, quả nhiên một cánh cửa mở ra. Sau khi đi vào, đập vào mắt họ là hàng chục cái máy tính. Đỗ Thành biết máy chủ chỉ có một cái, những máy tính khác dùng để đánh lừa. Đỗ Thành chọn một chiếc máy tính từ thập niên 90, bắt đầu lấy dấu vân tay trên đó, sau đó gửi những phím số có nhiều dấu vân tay nhất cho Thẩm Lạp. Sau đó anh viết những con số lên giấy, giơ cho Trần Châu nhìn thấy, để cho hắn biết cảnh sát đã phá giải được mật khẩu của hắn. Cùng lúc đó điện thoại của Trần Châu cũng xuất hiện cảnh báo mạng công ty bị nhiễu loạn. Hắn hoảng loạn đi xuống khán đài, đổi mật khẩu thành Close to You, không hay biết hắn đã rơi vào bẫy của Thẩm Lạp. Trên thực tế, cảnh sát chỉ biết mật khẩu cũ được hình thành từ những chữ số này chứ không biết thứ tự chính xác. Trần Châu đi trên dọc đường nhìn thấy những ký tự trong dòng chữ Close to You cùng với màu đỏ trên người Thẩm Lạp. Những điều này đã ám hiệu cho tâm lý của hắn để thôi thúc hắn đổi mật khẩu thành Close to You mà cảnh sát muốn từ đó mở được máy chủ. Lúc này nhiệm vụ của Thẩm Lạp cũng đã hoàn thành, anh đi lên sân khấu đích thân vạch trần bộ mặt thật của Trần Châu. Các vị, tên trộm này nhân danh bảo vệ thông tin người dùng, để cấy thiết bị nghe lén của hắn vào điện thoại của mỗi người, từ đó đánh cắp thông tin của chúng ta. Đến bây giờ tên trộm này lại nói với chúng ta hệ thống của hắn vừa an toàn vừa miễn phí và không phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Khi bị cảnh sát bắt, Trần Châu vẫn rất cao ngạo. Chứng cứ rành rành trước mắt mà hắn vẫn nở nụ cười khinh miệt. Trong mắt hắn, mạng người như cỏ rác. Hắn dùng biết bao mạng người để đổi lấy thành công như bây giờ. Vọng tưởng trà đạp mạng người để đi lên, kết cục cuối cùng chỉ có trèo cao ngã đau. Đỗ Thành và Thẩm Lạp đứng trước ảnh chân dung của đội trưởng Lôi, bọn họ cuối cùng cũng thực hiện được nuối tiếc của người cảnh sát quá cố.
Và đêm đó một kẻ áo đen đã lẻn vào nhà Thẩm Lạp, anh sắp phải đối mặt với những nguy hiểm nào đây? Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Lạp tội đồ giám. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!